Thường trụ ở Linh Nham, Sơn Tự, Tô Châu, Trung Quốc. Thưa quý vị, cái việc mà Tổ sư Ấn Quang Ngài hầu như là thường xuyên nhắc nhở, cũng như Giác Nhàn cũng có nói trong những buổi giảng gần 2 năm nay, cái việc trong chốn thường trụ đại chúng thì không nên đông quá 20 người. Thì cái việc mà Ngài nói như vậy thì các hàng Bồ Tát đã đưa ra cái điều như vậy, nó có cái ý của Ngài và nó có cái sự dự phòng rất là cao. Đến hôm nay nhà nước mình vì cái chuyện dịch bệnh mà không cho tụ tập quá 20 người. Ngài đã nói trước đây 100 năm rồi. Cái chuyện dịch bệnh, rồi cái chuyện hạn hán, rồi cái việc mà mùa màng thất thoát, Phật tử không có tiền để cúng dường, thì trong 20 người đó thì có mảnh vườn nhỏ nhỏ đủ sống rồi. Rồi Ngài nói thêm một cái điều nữa, đó là mỗi Phật tử nên ở tại nhà mà tu là tốt nhất. Lập một cái đạo tràng trong nhà của mình, gọi là mình Phật hóa trong gia đình của mình. Trong gia đình của mình là đạo tràng. Chừng lúc mình lâm chung thì gia đình mình là ban hộ niệm, còn lúc mình đang tu là gia đình mình là đạo tràng. Ngài đã nói trước đây 100 năm rồi. Đến hôm nay mọi người phải ở nhà rồi, đúng không? Cho nên chúng tôi chiêm nghiệm lại cái lời nói của Ngài chính xác. Bởi vì Ngài là Bồ Tát. Đôi khi chúng ta là phàm phu nói, đôi khi còn xem lại và nó có nhiều cái chuyện nó chưa chính xác, cho chúng tôi thấy cái lời Ngài nói trong văn sao là chính xác 100%. Vì Ngài là Bồ Tát, cái trí tuệ nó viên mãn. Cho nên thành ra là cái việc mà Ngài khuyên mọi người nên ở nhà, thì hôm nay ở nhà kéo một cái đường truyền Internet. Thì cái đường truyền Internet mà mở đạo tràng trên không trung, đó là Lão Phật Gia Thượng Tịnh Hạ Không đã đề xướng mấy chục năm nay, 30-40 năm nay, từ khi bắt đầu là Ngài giảng kinh thuyết pháp năm 80 mấy, là Ngài bắt đầu đề xướng cái chuyện đạo tràng trên không trung rồi, qua băng đĩa rồi, đỡ đi lại mất thời gian, và người ta ở tại nhà đó để cho cái âm thanh của Ngài, cái sự tu hành của đại chúng phổ biến ở trong nhà của họ, để cho nhà họ được thanh lương mát mẻ thanh tịnh nhờ cái lời pháp nhũ, cũng như nhờ cái tiếng kinh tiếng kệ, lời Phật chú, rồi niệm Phật, để cho gia đình họ thanh tịnh mát mẻ. Ngài đã đề xướng từ lâu. Năm 2010 đến hôm nay là 2020 mà chúng tôi thực sự mơ ước thao thức cái chuyện mà đạo tràng trên không trung và mọi Phật tử đều nên ở nhà để mà tu tập trực tuyến, thì đến hôm nay là cái điều mà quá là hiệu quả, và cái điều này là thiết thực, và cái điều này bây giờ không áp dụng cũng phải áp dụng. Mà nếu mình có những cái tâm mơ ước cái chuyện đạo tràng trên không trung mà đến bây giờ bắt đầu làm thì hơi lúng túng và phải mất thời gian khá lâu. Riêng bản thân chúng tôi là để toàn tâm cật lực về cái việc đề xướng phổ biến Phật Pháp trên không trung qua mạng lưới Internet mà 10 năm nay nó mới hình thành được. Thì rằng dụng cụ chúng tôi thì đơn sơ thôi, mua cái cục phát ở bên Mỹ mang về không bao nhiêu tiền, 200-300 đô, 5-6 triệu thôi.
Nhưng mà những cái máy chúng tôi thì tương đối là tối tăm, nhưng mà mãi đến hôm nay chỉ dùng được có một cái, 6-7 cái máy mua rất là tốn nhiều tiền để quay. Nhưng mà đến hôm nay thì đại chúng khu chuyên tu tỉnh thất thì dân nhà nhìn thấy mà các vị không thấy, là bởi vì trong cái khung cảnh cũng không quay lấy cảnh ít người quá. Như hai cái người dựng mà mỗi ngày là có phim mà dựng mà có cảnh nữa thì mất thời gian vô cùng. Cho nên hôm nay vẫn quay trở lại cái hướng của lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không, đó là phổ biến đạo tràng trên không trung, quay một mình người nói. Mà người nói có cái cảm xúc là bởi vì có người ở dưới nghe. Còn riêng Hòa Thượng là đẳng cấp ngài là cao siêu rồi, bậc tổ, cho nên ngài ngồi ngài nói một mình không có ai nghe. Nhưng mà thực ra trong tâm tưởng của ngài là thấy có mười phương chư Phật gia trì, các cảnh giới đến mà nghe pháp của ngài. Những lúc mà cảnh giới mà Atula hoặc các vị quỷ vương cũng đến nghe ngài là bậc tổ. Cho nên một mình ngài ngài nói vẫn là cảm xúc. Ngài điêu luyện trong mấy chục năm mà mỗi ngày ngài giảng 4 tiếng đồng hồ thì mình biết là cái sức công phu của ngài như thế nào. Và ngài nói là nhờ tôi giảng kinh, đọc kinh, nghe kinh và tu tập cho nên bồ đề tâm tôi không thối chuyển. Nếu mà tôi mà không có giảng kinh thì cái bồ đề tâm tôi nó không vững vàng được như vậy. Nhiều lúc mình công phu hạ thủ mà mình không có nghe kinh để là giải á, thì mình chỉ hành không thì giải, hành không tương ưng thì thối chuyển ngay đối với bọn phàm phu chúng ta. Cho nên mỗi buổi sáng hôm nay chúng tôi sẽ cố gắng bằng mỗi cách dành cái thời gian để lên để gặp đại chúng. Thì hiện tại bây giờ là các nơi bắt đầu họ biết, cũng 10 ngày hôm nay là bắt đầu họ biết rồi. Lúc trước một tuần lễ đôi khi họ quên hoặc họ bận, cho hôm nay công việc hầu như ở nhà, bên Mỹ các tiệm nail gần như là đóng cửa. Nhưng hiện tại giờ cô Viên Anh là cô đang ngồi ở nhà, cô chờ sẵn trước cả tiếng đồng hồ, cô kêu con đang chờ sư phụ lên giảng. May là đóng cửa tiệm nail, ít có đi làm thì ở nhà để nghe pháp tu tập, đó là cái cơ hội. Những người họ biết tu đó thì khi mà công việc làm ăn để kiếm tiền không có thuận tiện thì họ quay vào để kiếm công đức. Nhưng mà mình thì xưa nay là để cái mục tiêu kiếm tiền, để kiếm cơm áo gạo tiền, ăn mặc ở bệnh thì là trên hết, chứ không có nói đến cái chuyện tích lũy công đức tu hành để liễu sanh thoát tử, để mà phòng ngừa cái chuyện mà khi mình thọ mạng hết. Ít ai nghĩ đến chuyện này. Đến bây giờ khi mà không còn việc làm nữa đó thì ở nhà bắt đầu họ lúng túng. Họ lúng túng vô cùng, họ không biết làm cái gì. Tụng kinh thì tụng không có nổi. Bây giờ mà nghe mà để mà vào công phu thì đâu dễ gì với những người không có quen. Ngay nơi đại chúng mà nhiều lúc mà công phu không có quen, sáng chiều thì bây giờ vô nó cũng chịu không nổi. Cái thói quen tức là cái nghiệp đó không phải là một sớm một chiều. Đòi hỏi phải có dày dặn công phu và tha thiết cái chuyện liễu sanh thoát tử đó thì mới có thể rằng là họ vô họ công phu một cách ngon lành. Mà khi công phu mà nhiều lúc họ vì công việc đôi khi công phu nó cũng hơi loãng ra. Như là hôm kia thì chúng tôi lên tỉnh thất xong rồi đi dạo một vòng lên Đà Lạt coi thử các chùa có đóng cửa không, hay là chỉ cái chùa mình lên thấy thiền viện Trúc Lâm cũng đóng cửa. Đi vòng vòng các chùa thì một số các chùa đóng cửa thì chúng tôi thấy không phải riêng cái tỉnh thất Quan Âm mình mà các chùa cũng phải chấp hành đúng với cái quy luật của Thủ tướng Chính phủ của nhà nước đưa ra. Đó là họ bảo vệ cho chính mình đó, bảo vệ cho môi trường mình phải chấp hành. Thì khi quay về lại thì hồi sáng hôm qua tu nó không được như sáng hôm nay. Bây giờ chiều hôm qua là ở nhà tập xuống nguồn tuổi trẻ, hít thở nó khỏe, tâm định tĩnh. Sáng hôm nay tu rất là ngọt, tu rất là êm. Mà sáng hôm qua là chiều hôm kia do đi vòng vòng cho nên thành ra chỉ đi một vòng đâu có gì mà phải tốn năng lượng nhiều đâu. Vậy mà nó cũng hơi loãng ra. Sáng công phu hơi ráng một tí, hơi hiu hiu hôn trầm một chút xíu, cố gắng nó mới vượt qua khỏi. Cho nên cái việc mà ở nhà là Ấn Tổ nói là đóng cửa không tiếp ai, ở nhà thì toàn bộ tâm lực sức lực mình dùng vô công phu thì nó mới đột phá được phiền não, nó phục được phiền não. Chứ còn mà đi rong rêu ra ngoài tản hết năng lượng, thần thì tản, khí thì tản, ra phải nói nhiều, ra phải suy nghĩ nhiều, cho nên thần khí mà tản thì làm sao vô công phu nổi. Cho nên cái việc mà để ở nhà thì cái người mà biết công phu đây là quý báu. Mà người mà không biết công phu mà ở nhà giống như trong tù, nhốt họ, họ điên, họ chết liền. Cái việc mà công phu không phải là đơn giản là nhảy vô là tu được đâu. Phải hàm dưỡng, phải sắp xếp cái thời gian, là phải hàng ngày giữ câu Phật hiệu thì nó mới giúp cho mình nỗ lực tinh tấn. Chứ hàng ngày mà để cái tâm mà suy nghĩ minh mang, suy nghĩ linh tinh lang tang thì đến cái giờ công phu nó vô không nổi. Nó không có cái gì động lực hết trơn.
Chúng tôi để ý cái điện này. Cho nên là ra hôm nay chúng tôi mong những người như hiện tại bây giờ, các Phật tử như vợ chồng của cô ở Phú Yên á, ở miền Trung mình á, gần Bình Định đó, họ cũng theo dõi bao nhiêu năm nay, họ chuẩn bị sẵn màn hình internet hết rồi, đến bây giờ là không còn phải chuẩn bị để mua màn hình kéo vô nữa cả. Bây giờ nên tiếp tục các cô phổ biến, bây giờ đâu có cho ai đến nhà ai đâu, sống y như bên nước ngoài là nhà ai nấy ở à. Không có dịch thì bên nước ngoài chúng tôi qua Mỹ 2 năm thấy là nhà ai nấy ở, ít có khi mà đến chiều thứ bảy tụ họp một hai gia đình vậy thôi, chứ bây giờ thì cũng không tụ họp được. Cho nên những người mà đã thấy cái lợi ích của đường truyền internet rồi, bắt đầu mình gọi điện nói gia đình, họ không có tiền mình cho họ mượn, tạo điều kiện. Cái điều này chúng tôi giảng, chúng tôi nói thường xuyên trên tỉnh thất, đến hôm nay là áp dụng, quá là khả thi, quá là tuyệt vời. Rồi một số quý Phật tử như cô Lợi từ ở Hà Nội, cô vô tại tỉnh thất, cô tự cách ly cả gia đình, là cũng sáng nay ngồi tham dự. Chúng tôi nói cái buổi hôm nay là cái buổi quan trọng, nói về cái chuyện để mà mình tăng cái đề kháng trong con người của mình, mà bản thân chúng tôi áp dụng tính ra là hơn một năm nay, mà bữa nay đọc lại trong một số những cái sách xưa của những người sống mà sức khỏe có và thọ mạng kéo dài, thì gần như chúng tôi được 80% tự nhiên là áp dụng được những cái điều mà hôm nay chúng tôi nói. Thì quý vị chỉ làm được 50% đối với cái điều chúng tôi làm không, thì quý vị cũng có cái chất đề kháng, cái sức đề kháng trong con người quý vị rất là dì dịu. Cho nên hiện tại bây giờ bên Hàn Quốc cô Dung, rồi cô Liên Phước, rồi bên Nhật là cô Linh, một số quý Phật tử hôm nay họ ở nhà ít đi làm, cho nên thành ra cái buổi sáng là họ trông chờ, nhất là cái giờ bên Mỹ thì nó lệch, nó qua buổi chiều, cho các giờ bên Hàn Quốc, Nhật thì nó lệch 2 tiếng, cũng tiện cho họ. Rồi ở Sài Gòn cô Lai như con Hương cô Tu đến 6 giờ rưỡi rồi bắt đầu cô kêu con cố gắng con đợi đến 7 giờ con phải xuống lo cơm nước, lo ăn sáng rồi cho chồng cho cháu. Cô vẫn giữ lưu lại được nửa tiếng, cũng phải gửi đường link cô nghe lại, nhiều lúc cô nghe 2-3 lần. Rồi hầu như là các Phật tử các nơi họ chuẩn bị sẵn sàng trước cái lúc trước mà mỗi chủ nhật họ lên họ nghe, họ chuẩn bị tivi, có những người họ nghe qua điện thoại, có mấy cô xuống đây cô nghe qua điện thoại. Cho nên ra cái việc hôm nay chúng tôi thấy để mà phổ biến đường truyền internet, tức là chúng tôi đang cật lực đề xướng cái nơi nào không có tivi thì lúc trước chúng tôi thực sự là cái điều kiện Phật tử cúng dường có, cho nên chúng tôi gửi cái tivi 20-30 triệu, 20-30 triệu, 30-40 triệu để mà cho quý vị mua. Nhưng bây giờ tại nhà thì không cần tivi lớn đâu. Với hai nữa, hiện tại bây giờ để mà gửi tiền 20-30 triệu thì cũng hơi kẹt. Này không phải chúng tôi rên rỉ hoặc là mình không có phát tâm nữa, nhưng mà cái điều kiện như bắt đầu từ ngày hôm qua chủ nhật là không có một bóng người ra vô rồi, chỉ đại chúng thường trụ, cho nên cái tiền mà chi phí cho đại chúng vẫn là 80-mấy triệu một tháng, mà cúng thì bữa nay là không có có cúng ở tại trực tiếp tỉnh thất nữa rồi. Thỉnh thoảng có người phát tâm gửi qua bên mạng chuyển khoản bằng điện thoại hoặc là ngân hàng, mới sáng hôm nay 5:30 người ta chuyển qua cúng dường 70.000 Việt Nam. Thì cái việc chúng tôi thực sự mà nói là không có trông chờ, không bắt buộc, không kêu gọi và không năn nỉ ỉ oi gì cả, giữ đúng lập trường là có nhiêu sống nhiêu, nếu mà có đủ thì mình sống, còn không thì mình giải tán bớt, đâu có gì đâu để làm phiền đến họ. Tuy nhiên họ tùy hỷ, họ muốn phát tâm, họ biết cái ơn, mình nói Phật Pháp cho họ nghe, gia đình họ ổn định, họ chia sẻ bớt thì mình tùy hỷ thôi, chứ cũng không phải là bắt buộc. Thì cái việc mà hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái phương pháp dưỡng sinh để tăng cường cái hệ miễn dịch và tăng cường cái đề kháng trong cơ thể của mình để chống lại cái virus COVID-19 cũng như tất cả các loại virus và tật bệnh. Thì cái việc mà chúng tôi nói nó có hai phần. Phần mình điều dưỡng và tăng trưởng cái đề kháng và cái hệ miễn nhiễm vật lý, thân vật lý, và làm sao tiếp tục tăng trưởng và đạt đến cái tâm linh của mình phải là có đề kháng. Và cái phương pháp để mà tăng trưởng làm như thế nào để cho đề kháng con người mình nó có. Mà khi đề kháng trong con người mình mà nó có rồi đó, thì virus nó vô trong này nó không thể tồn tại được. Thì cái việc mà sở dĩ mà chúng tôi nói đến điều này đó, thì hôm qua chúng tôi gặp được cô Phật tử, cô Giáng Hương, cô gửi cho chúng tôi cái
cái hình ảnh và cái lời kêu gọi của ông Tổng thống Donald Trump nói về cái việc nên ngừng hẳn ăn thịt và mọi người nên ăn chay trong năm 2020. Riêng bản thân chúng tôi thì không những 2020 mà ăn hoài, ăn mãi, ăn nuôi dưỡng lòng từ, ăn cho đến lúc mình vãng sanh Tây Phương. Nhưng ông thì ông sợ người ta ăn không nổi. Và cái hình ảnh ông đã, mọi người đã chụp và đưa lên trên mạng rất chính xác, không phải ghép gì cả. Chúng tôi nhờ của Viên Anh có cái dịch ra mấy cái chữ tiếng Anh là mid now, tức là ngay bây giờ ngừng hẳn ăn thịt. Mid là thịt, bít là cá, nhưng mà nói chung là các loại động vật, cá, thịt, tôm, cua, những loại động vật sống thì nên ngừng hẳn ngay bây giờ. Thì khi mà ngừng hẳn cái chuyện ăn thịt, ăn cá, tất cả các loại động vật thì cái người giết cũng ngừng hẳn luôn. Nhưng mà cái điều ổng phổ biến, một số những người thấy có hữu ích và họ thích ăn chay, và bên nước ngoài họ thấy một người tổng thống mà có uy tín giống như ông Donald Trump này, khi nói là họ làm ngay, họ chắc chắn là họ làm ngay. Một số những người họ quen rồi thì họ sẽ giảm, chứ không phải là họ làm được ngay. Rồi họ nói tiếp là everyone go vegan. Vegan tức là cái tiếng Anh mà nói vegan này đó là viết tắt của cái chữ mà ăn chay trong cái tiếng Anh nó dài. Thì dịch ra là tất cả mọi người ăn chay trong năm 2020, ngừng hẳn ngay cái chuyện ăn thịt và tất cả mọi người nên ăn chay trường trong năm 2020. Vì sao ông Thủ tướng ông nói điều này? Đây có cái đoạn này. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh vận động người dân không ăn thịt động vật, giữ cân bằng sinh thái và kêu gọi mọi người chuyển sang chế độ ăn chay trường. Tại sao COVID-19 và các virus khác lại không tác động đến người ăn chay trường? Là vì virus là loại vi khuẩn độc, thường ham thích đồ có máu, đồ tanh hôi để bám vào mà sống. Nó tung tăng trong không khí và ai ăn thịt đồ tanh hôi thì như cục 500 thu hút nó đến. Còn với những người ăn chay trường thì nó tránh không thâm nhập. Qua kinh nghiệm từ các bác sĩ ở Vũ Hán và ở ngay châu Âu thì chưa có bệnh nhân ăn chay trường nào bị nhiễm, mà hầu như nhiễm với những người ăn thịt cá. Và nhất là đồ ăn có máu tươi, vì thế những người ăn thịt chó mèo động vật hoang dã thì như có sức hút đối với COVID-19, cho nên ăn chay là phúc, là thể hiện lòng từ bi, nhân ái, tôn trọng sự sống đối với muôn loài. Vậy tại sao chúng ta không chịu ăn chay trường? Ông nói ra điều này và chúng tôi vì cái việc này mà hôm nay bắt đầu đề xướng thêm về cái sâu vô cái chuyện ăn chay. Trong cái chuyện ăn chay đó, cái người mà ăn chay có kinh nghiệm rồi họ sẽ nói thêm những cái món ăn như thế nào gọi là dương tính, để cho nó có khả năng trong cơ thể của mình để nó chống lại những cái loại virus này và tất cả các tật bệnh. Riêng ông chỉ nói ăn chay thông thường thôi, mà bên Mỹ có một số các tiểu bang ăn chay rất là khó, hầu như là họ phổ biến về tất cả các loại thịt động vật, chứ còn rau thì có nhiều lúc nhiều chỗ nó mắc hơn, bởi vì thịt họ để trong đông lạnh có thể lâu được, mà rau thì họ để nó mau hư, cho nên thành ra họ phổ biến vậy. Chuyện thịt cá đánh bắt săn bắn dưới biển rồi nuôi trang trại thì nhiều, nhưng mà ông tổng thống ổng đề ra và chúng tôi nhìn gương mặt của ông trong cái lúc này thì cảm giác thấy ông ưu tư, và những cái sự mà ưu tư nó hiện ra mặt quá lớn. Bây giờ dân của ông đã nhiễm cái virus 19 COVID này là nó quá nhiều, cho nên ông mới kêu gọi mọi người ăn chay là cái cách để mình ngăn chặn cái chuyện mà dịch bệnh, ngoài cái chuyện mà còn vaccine, những cái thuốc mà để tiêm phòng đó, thì cái chuyện đó nó đã bệnh rồi thì mới tiêm, còn chưa bệnh thì ngăn chặn bệnh bằng cách ăn chay. Là ông ngồi ông bóc một cái miếng ở trong cái hãng McDonald's, tức là cái loại khoai tây người ta chiên á, là ông ăn những cái món ăn chay, ông ngồi ông ưu tư với cái tâm trạng mà cái hình mà chúng tôi nhìn, chúng tôi thấy ông ngồi ông ưu tư á, mà cái vẻ mặt của ông nó ưu tư rất là căng thẳng về cái chuyện, bởi vì cái người lớn trong một
làm lớn tổng thống cho một đất nước, khi thấy người dân mình như vậy họ rất là lo lắng và ưu tư, và trong lòng họ rất là buồn chồn lo lắng, phải bằng phương cách nào mà ông nói lên điều này là ông phải phải suy nghĩ và có nhiều cái bằng chứng, và bản thân ông là sẽ ăn chay trường. Thì cái việc mà từ hôm bữa giờ là gần như là 10 buổi giảng là chúng tôi đề xướng cái lời khai thị của Ấn Tổ là phải nên ăn chay trường để cứu môi trường, để cứu nhân loại. Thì đó là cái việc mà chúng tôi đề xướng từ hôm bữa giờ. Nhưng mà hôm nay nhân tiện cái việc này, chúng tôi nói sâu về cái việc ăn chay trường cho những người hôm nay có mặt, và nên phổ biến cái video clip này cho mọi người để mà nghe. Và nhiều lúc nói mấy thầy ăn chay cho mấy người đời có ăn chay đâu. Riêng bữa nay ông tổng thống là một đất nước cường quốc thế giới, là vật chất thiên đàng của hạ giới, mà họ lại đề xướng ăn chay, thì đó là cái việc mà họ nghiên cứu rất kỹ. Những người này họ nói không phải họ nói cái đùa, nói giỡn hoặc nói càng đâu, mà họ phải nghiên cứu rất kỹ. Bây giờ tiếng nói của tổng thống không phải là đơn giản, cho nên thành ra là cái việc mà hôm nay chúng tôi đề xướng về cái việc ăn chay từ lâu lắm rồi. Nhưng hôm nay có những người nổi tiếng trên thế giới, đó là Tổng thống Mỹ, là người mà phải nói là phước báu tài trí, họ mới làm được việc lớn chứ không phải đơn giản. Thì hôm nay vấn đề mà ăn chay trường, và những người họ có thể tìm ra cái phương cách để ăn chay, nhưng mà riêng đối với bản thân chúng tôi á, thì đề xướng cái việc ăn chay rau củ quả tinh khiết, và ăn rau củ quả nào nó mang tính cách dương tính. Vừa rồi đây có một cái đoạn mà cái vị tiền bối ở bên Trung Quốc sống 105 tuổi, và ông sống cả một cuộc đời ông không có bệnh hoạn, thì ông mới nói những cái cách để ông ăn, mà trong đó có cái cách mà chúng tôi đã ăn hơn một năm nay. Ông nói là gạo ăn nên còn cám, một cái bài thơ nó tương đối dài, ông làm thành cái bài thơ luôn: chân ấm đầu lạnh. Ông nói cái đầu để cho nó hơi lạnh lạnh, còn cái chân phải giữ ấm. Thì ông nói đến cái việc mà ăn gạo còn cám á, thì chúng tôi ăn cũng từ lâu nay mà ăn rất là ngon. Riêng với khu chiên tu có một số Phật tử cúng gạo còn cám, tức gạo lứt. Nhưng mà thường là gạo trắng thì ăn nó ngọt ngọt, mà ăn nó mềm mềm, mà ăn thành thói quen, cho nên cứ nấu gạo lứt ra là dư. Nhiều lần chúng tôi nói ở đây với thầy chưa thấy cái tác dụng của cám đâu. Nó trị rất nhiều bệnh phù thủng, rất nhiều bệnh về đường ruột, vân vân, tất cả các bệnh. Cho nên riêng Phật tử nào có điều kiện được nên ăn gạo còn cám, tức là gạo lứt. Còn gạo trắng là ông nói còn như cái xác thôi, nó lột hết cái cám. Cái anh Đức Trí là ảnh ăn về dưỡng sinh, mà không phải ăn chỉ có gạo lứt muối mè không đâu. Hiện tại anh ngồi Cần Thơ anh cũng có nghe trực tiếp, và anh có gửi chúng tôi vài cái video clip về cái việc mà đề kháng virus chúng nữa. Chúng tôi nói thì cái chuyện ăn để có chất đề kháng, uống để có chất đề kháng, hai cái này quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, mình phải biết cách để sắp xếp. Riêng cái bếp ở trên tỉnh Thất Quan Âm bây giờ nghe điều này, bây giờ gạo trắng đã chất thành kho rồi, không có rồi. Thì đây là cái điều mà thiếu may mắn của chúng ta. Mà riêng khu chiên tu là rất may mắn có gạo lứt, nhưng mà nhiều lúc ăn cũng không ngon miệng á, cho nên bỏ, thiệt là uổng. Mà ăn phải từ 6 tháng đến 1 năm mới thấy được cái cám nó có cái chất bổ. Anh Đức Trí anh nói cái gạo trắng mà con bỏ vô nước con ngâm 2 3 bữa là nó thúi, nó hư liền. Mà riêng cái gạo còn cám con bỏ vô nước con ngâm, con đem đi con ươm, con bỏ vô trong cái muỗng dừa hoặc cái tô gì đó, con đem đi con ươm, nó còn cám mà nó lên mầm nó mọc. Hay thiệt. Cái gạo mà trắng bóc xác hết cám rồi, giống như cái xác nó không có sức sống nữa, thì con người mình ăn vào nó cũng không còn cái sức sống nữa, nó chỉ là no bụng là bột thôi đó. Còn riêng cám nó là nó bảo bọc cái hạt gạo và đã lột cái vỏ ra rồi, còn cám mà nó còn lên mầm, thì cái cám nó nuôi cho hạt gạo để lên mầm. Cho nên lúa người ta đi trồng là nhờ cái cám đó cho nên nó mới lên mầm. Thì nhiều nhà phân tích họ nói cái cám này là cực kỳ bổ của cái hạt gạo, và gạo là kết tinh của trời đất mà nó nằm ngay nơi cái cám. Mà bây giờ mình bỏ cái kết tinh mà cái quý báu nhất, cái cám nó đi để ăn cái xác, thì thiệt là con người của mình bỏ cái tốt mà đi tìm cái xấu, ăn cái xấu mà bỏ đi cái tốt. Bởi vì nó không có quen ăn sạm sạm, có miệng ăn khó. Hôm nay chúng tôi ăn nó ngon quá chừng luôn, trước khi ăn múc thêm mấy cái muỗng mè tất cả các hạt loại đậu á. Bên bên Mỹ họ làm tất cả các hạt đậu, những cái hạt óc chó, hạt này hạt nọ họ xay nhuyễn ra. Hôm nay có cái hũ là luôn luôn trên bàn chúng tôi có.
trước khi ăn múc một muỗng nó bỏ vô trong cái chén cơm trộn lên, ăn muỗng đầu tiên là thấy nó ngọt liệm nè, từ cái cám đó nó ngọt, từ tất cả cái loại mè, các loại đậu đó để mình dùng. Thì từ từ bắt đầu chúng tôi sẽ đi vào cái việc ăn uống kỹ cương hơn để cho khu chân tu cũng như tỉnh thất. Đó là từ từ bắt đầu mình tìm cái gạo người ta bỏ ăn không có ngon miệng á, ăn gạo trắng cho nó ngon đó, thì những gạo người ta bỏ người ta không thích thì mình đem về mình ăn. Đó là gạo lứt, gạo còn cám, lứt trắng, lứt đỏ gì cũng tốt hết. Đó, đó là cái việc gạo chúng tôi nói. Còn riêng cái đồ ăn mà nấu như thế nào đó nữa là cả một kỳ công. Về thầy Tuệ Hải ông nói rất là kỹ, nhưng mà chúng ta cũng không có phải kỳ công, vì số lượng nhiều người mà đem đi những cái nồi bằng sành nấu thì rất là khó khăn. Cứ nấu cái nồi áp suất bình thường, hấp cho nó chín lên là tốt. Còn về thức ăn, ví dụ như là bí đỏ là một loại thức ăn rất nhiều dinh dưỡng và mang cái dương tính. Con người mình hàng ngày âm tính rất là nhiều trong này, cho nên mình mang cái dương tính đó là gạo, gạo lứt chung với bí đỏ. Bí đỏ thì mình nấu canh chung với đậu phụng. Và ông đó ông nói cái bắp là một cái loại mà có dinh dưỡng cao, mà xưa nay chúng tôi rất thích ăn bắp. Hầu như buổi nấu canh nào thầy Ngữ ông cũng bỏ bắp vô trong đó. Bắp đỏ là bắp Mỹ hoặc bắp trắng, bắp rất có dinh dưỡng. Cho nên đợt này cái vườn chúng tôi là phải trồng bắp cho thiệt nhiều, dùng không hết là lặt phơi khô, rồi bắt đầu là mình để đó, để những lúc mà đói đó là mình lấy ra mình hầm, hầm để mà cho đại chúng ăn. Bắp rất là tốt. Ông kêu cái loại bắp dinh dưỡng là một loại dinh dưỡng mà nó hấp thu từ nơi cái giống bắp đó, nó có nhiều chất dinh dưỡng và đạm. Ông nói tất cả những cái danh từ khoa học trong bắp này rất là tốt. Đó là hai cái món mà chúng ta ăn hơn một năm nay là thường bắp, là nấu canh hoặc rằng là để mà nhiều lúc thầy Ngữ ông xào bắp lên nữa. Rồi cái loại ngò rí, ngò rí anh Đức Trí anh phát minh ra, anh nói đây là một cái loại mà nó làm cho dương tính trong cơ thể rất cao. Khổ qua cũng là một dương tính. Tất cả các loại đậu đỏ, đậu đen đó mình có thể nấu chung vô, nấu canh ăn được. Thay vì đậu người ta thường nấu chè phải không, hấp chung vô trong cơm luôn. Và cơm ông cái cách nấu là hấp chứ không có nấu rồi chắc cái nước cơm ra. Cái nhiều lúc mình nấu cái gạo trắng á nha, nó còn cái nước cơm là lỡ chất bổ, mình lỡ đổ nước vô nhiều quá rồi người ta thấy sợ nó nhão cái chắc hết nước cơm ra đổ. Thiệt tình con người mình là toàn là đem những chất bổ đổ đi rồi chứ ăn những cái xác, những cái bã cặn không, làm sao mà có sức khỏe được. Nói đến cái chuyện này người ta thấy bình thường, nhưng mà thực sự quý vị áp dụng được rồi nó bồi dưỡng cho sức khỏe rất là tốt. Còn cái Ấn Tổ thì hay nói cái đậu nành á, mình làm tương, mình làm đậu hũ á, thì ngài nói là đập vỡ ra cho nó nhỏ, đập nó vỡ ra rồi bắt đầu mình mới nấu sữa đậu nành hoặc làm đậu nành hoặc là để mình làm tương hạt, tương hột á, rồi mình có thể nấu canh rồi vân vân mọi thứ. Cái đậu nành là dinh dưỡng rất cao. Thì họ so với một ký thịt bò, họ lấy đậu nành họ làm ra một ký đậu hũ, thì cái đậu hũ mà mình ăn thường ngày đó, đậu khuôn, đậu phụ đó, thì nó bổ hơn thịt bò. Thì theo như chúng tôi được biết là thịt bò, thịt heo, nhất là thịt bò thì cái virus, tất cả các loại virus nó thích cái mùi tanh hôi và cái máu về những loại súc sanh thì nó rất thích. Bây giờ khi cơ thể mình ăn vào để nó giữ những cái chất trong đó thì virus nó tới là nó nhập vô giống như 500 nó hít vô liền. Nãy trong này có dịch ra nói về cái việc mà ông Donald Trump ông nói và ra sắc lệnh cấm hẳn ăn thịt động vật, là mình biết là cái việc ăn thịt nó có tác hại như thế nào, mà quá tác hại. Ấn Tổ nói trong thịt có độc mà. Thì như vậy cái việc mà để mình nuôi dưỡng một cơ thể này tồn tại sống trong này 100 năm đó, thì người này phải biết dưỡng sinh. Mà dưỡng sinh không những chỉ ăn không, mà phải qua uống, phải qua hơi thở, phải qua điều chỉnh để mà thể dục và điều chỉnh cái tâm linh nữa, chứ không phải ăn không. Cho nên cái loại virus với loại vi trùng ung thư và tế bào ung thư nó thích nhất là thịt bò. Và bia với rượu quá, rượu thì nó không thích bằng bia. Mà bia thì con người mình uống dữ lắm. Bia uống vào cái loại nước này và loại thịt bò. Không có thịt bò thì tất cả các loại thịt mà động vật á, thì cái tế bào ung thư nó thích nhất. Vô trong đó để nó nuôi tế bào ung thư để nó phát triển là số 1. Có những người ăn chay trường mà họ cũng bị là họ mới ăn chay trường, hoặc những lúc hồi trước họ ăn mặn, bây giờ cái bệnh nó tái phát, chứ không phải ăn chay mới bị tái phát. Lúc trước họ ăn mặn, bây giờ cái bệnh nó tái phát, ung thư tất cả các bệnh. Thấy không? Cho nên ra là cái việc mà ăn mặn là cái chuyện nó nguy hại vô cùng.
Và cái dưỡng sinh về cái chuyện ăn uống thì cái việc ăn đó là quan trọng, về cái chuyện gạo là lương thực chính, không cần nhiều đâu quý vị, chỉ ăn cần một chén. Xưa nay chúng tôi ăn chưa tới một chén gạo lứt, một chén cơm lứt đó nó bằng bổ ba chén cơm gạo trắng. Ba chén cơm gạo trắng không bằng một chén cơm lứt. Còn về cái việc mà những thức ăn thì cố gắng làm sao trong mảnh vườn của mình nhỏ nhỏ thôi, mình trồng một đám rau hoặc trồng dưa leo hoặc trồng cái gì trong những cái đám vườn của mình ăn thì cái chuyện đó là tốt nhất. Nhất là bí đỏ, bí đỏ lấy bông của nó nấu canh chung với củ sen, hạt sen, những cái gì mà nó mang tính cách dương tính, quý vị nghiên cứu thêm trên mạng rất là nhiều đó. Còn về uống thì hôm bữa chúng tôi nói buổi sáng khi thức dậy là uống một ly nước ấm thì chuyện này rất tốt. Nhưng mà có một cái loại canh dưỡng sinh hôm trước anh Trí anh phổ biến, nhưng mà khi anh chuyển qua những cái bịch người ta làm dưỡng sinh trong bịch thì tiện, nhưng mà uống không có, nó ngọt ngọt, uống khó uống hơn là cái canh dưỡng sinh bình thường. Những lúc chúng tôi đang làm mệt buổi trưa khoảng 9 giờ, sáng khoảng 9 giờ thì Ngữ mang một cái ly canh dưỡng sinh nó vừa nóng, uống vô một cái là đã khác liền. Trong khi đó là cứ uống nước đá cho nó mát ha. Rồi uống ba cái nước mà có ga nè, rồi coca nè, Pepsi nè, vân vân, uống một số nước đó vô làm giảm chất đề kháng và đường trong người mình nhiều lên thì cơ thể mình âm tính nhiều. Cho nên anh Đức Trí mà hai vợ chồng ở Liên Phúc với Đức Trí ở Cần Thơ là anh ăn kỹ vô cùng. Anh ăn kỹ, anh kêu từ khi bắt đầu anh ăn kỹ như vậy cho nên anh không có bị cảm bệnh lặt vặt mà con người rất là khỏe. Cho nên ra là cái việc canh dưỡng sinh đó là củ cải trắng. Quý vị lên mạng đánh vô là canh dưỡng sinh nó có ngay trên Google. Bây giờ cái gì cũng có trên Google, tổng hợp một căn nhà vĩ đại trên đó, cái gì cũng có trên nó hết. Rồi củ cải đỏ ngu bán ở ngoài tiệm thuốc bắc với lại nấm đông cô màu trắng á, về cái là mình nấu lên, mình lấy cái canh đó mình uống. Thì trong cái việc mà để ăn với uống á, thì cái việc uống này nó đi vào trong máu và nó có tác dụng mạnh vô cùng. Và cái nước canh dưỡng sinh nó trực tiếp vào trong máu để nó tăng trưởng chất đề kháng. Và cái đề kháng của mình mạnh và chất miễn nhiễm mình mạnh thì con người này không có bị ung thư, không có tất cả những cái bệnh gì xâm nhập vô được cho họ. Thì cái nước canh dưỡng sinh này người ta nói là nếu mà uống thường như vậy nó chống được bệnh ung thư. Không, ung thư không có thể phát tác trong con người này khi mà thường uống canh dưỡng sinh. Cho chiều hôm qua chúng tôi nói thầy Nhuận Ngữ là bắt đầu ngày hôm nay, ngày mai tức là ngày hôm nay là mỗi buổi sáng làm cho Gián Nhàn một ly. Thì thầy Ngữ nói bữa nay mua thì ngày mai bắt đầu mới có, hoặc chiều nay mới có, là sáng một ly, ly vừa thôi, lúc nó còn ấm. Còn không quý vị nấu một ấm cho lớn để cho tủ lạnh, khi uống bỏ vô microwave hoặc hâm nóng lên mình uống. Uống nóng thì tác dụng rất cao, đừng có uống lạnh. Nhưng mà để bên ngoài là nó thiêu liền, nó có nấm, nó có ngu bán, cho nên để bên ngoài là nó thiêu ngay. Cho nên mình bỏ vô tủ lạnh cho nó mát mát. Khi uống mình để ra trong cái ngoài cái ly đó là mình hâm lại cái là nó nóng, mình uống vào nó ấm ấm, uống vào thì mình thấy tác dụng nó đã khác liền. Cái củ cà rốt, cái củ cải trắng á, chúng tôi đọc vào trong cái điều mà dưỡng sinh á, thì củ cải trắng ăn lúc mà còn sống thì nó độc, nó không có chất bổ, nó dương tính và nó bị những cái chất độc ở trong đó rất nhiều. Nhưng mà khi nấu một cái nó trung hòa thì củ cải trắng là bổ, củ cải đỏ là bổ, ngu bán là cái loại đó nó cũng là loại thảo mộc, rồi nấm cũng là loại thảo mộc. Thì những cái này người ta nghiên cứu nó phối hợp nhau thì thành là một món canh tuyệt. Và khi nấu rồi mình lấy cái xác đó có thể mình xào mình ăn cũng rất là tốt. Thì bây giờ đang trong lúc dịch bệnh này, người nào đề kháng yếu là nó tấn công, thì biết lo cho cơ thể đề kháng tốt lên thì người này không có bị. Nhất là cái chuyện mình ăn chay là yên tâm rồi đó. Khi mình ăn chay mình biết là yên tâm, mà nếu mà ăn chay cho đúng sách mà hồi nãy giờ chúng tôi nói chỉ sơ lược thôi, mà cái việc nếu mà mình kỹ càng lên đó thì cái việc mà ăn chay nó sẽ có kết quả và dương tính trong cơ thể mình rất là mạnh, và cái chất miễn nhiễm và đề kháng. Còn riêng về cái chuyện ăn gạo lứt muối mè của Thượng Tọa Tệ Hải đề xướng đó thì cũng có kết quả rất nhiều. Những người họ đang bệnh nặng họ ăn một thời gian 1-2 tháng, 3-4 tháng, có khi họ kéo dài cả năm, cho nên trong cơ thể họ nó đã có dương lên rồi, dương khí, dương tính trong cơ thể nó mạnh, đề kháng nó mạnh thì bệnh nó tự đẩy lùi. Có một số người họ trở lại, họ ăn rau cỏ bình thường trở lại. Nhưng mà nếu mà ăn gạo lứt muối mè hoặc giả nhịn ăn, mà khi ăn và ăn lại đó mà không khéo thì dễ bị bệnh, một số người không giữ được. Còn nếu mà mình ăn mà mình ra một cái menu về cái thức ăn của mình mà nó đều đặn luôn á,
ăn cứ như vậy đó, thì đều đặn giống như chúng tôi, chén cơm gạo lứt, mà những thức ăn trồng ở nhà, những thức ăn dương tính mà cứ ăn hoài như vậy mà đừng có no. Ấn Tổ dặn là đừng ăn 110 phần, chứ ăn 7 phần, 8 phần, có khi 6 phần thôi, thì người này không bao giờ bệnh, mà không bao giờ sụt cân, không bao giờ ốm o khớp má đâu. Bình thường thôi, cuộc sống họ rất bình thường, mà dương tức là phần âm, cái âm tính trong cơ thể của họ không có, mà hầu như là âm dương họ cân bằng, cơ thể rất là khỏe. Đó là về cái vấn đề mà thức uống, thì chúng tôi mong quý vị nên lên Google search và tìm cái cách nấu và áp dụng cái canh dưỡng sinh này hàng ngày cho gia đình mình uống. Chỉ còn 2 ly thôi, quý vị uống khoảng 3 tháng là quý vị biết con người mình nó sung mãn, nó khỏe như thế nào. Lúc trước chúng tôi rất là khỏe, uống cái này rất là khỏe, nhưng ngưng lại uống bằng cái loại nước mà người ta làm thành bịch, người ta nấu, người ta đóng cô thành bột á, thì nó không có kết quả bằng mình nấu tươi. Nấu tươi thì kết quả hơn. Cái nước gạo lứt, tức là gạo lứt khi mình nấu cơm ăn rồi đó, thì mình có thể mình rang nó lên, rồi bắt đầu mình lấy 1-2 nắm bỏ vô trong bình thủy, và hàng ngày mình cứ uống cái nước gạo lứt. Thay vì mình uống nước trắng thì mình uống cái nước gạo lứt, thì cái cám ở trong đó nó ra từ từ. Và mình lấy cái nước gạo lứt đó uống hàng ngày thay cho nước trắng. Rất đơn giản, chỉ rang lên để một bịch trong một cái hũ khô, mình bỏ vô trong cái bình thủy đó, hàng ngày mình uống. Thì hôm nay Giới Nhàn nói điều này để thầy Ngữ biết là hàng ngày, chỉ có buổi sáng mình uống một ly nước trong ấm thôi, chứ hàng ngày uống nước gạo lứt. Thì cái nước gạo lứt đó nó có cám á, thì nó làm cho cơ thể của mình rất là khỏe, và nó trị rất nhiều bệnh, và nhất là trong cổ họng mình không bao giờ khô, không bao giờ khát. Thì thường cổ họng mình khô, rát, khát nước, ho là bắt đầu virus nó tấn công vô chỗ đó. Rồi cái việc dưỡng sinh thêm nữa đó là hôm qua có anh Đức Trí, anh kêu có một vị thầy ở Sài Gòn gửi cho ảnh một cái phương pháp để mà làm cho cơ thể của mình nó có cái đề kháng mạnh lên, mà rất đơn giản. Ảnh nói và ông này là một nhà giáo sư tiến sĩ, mà ông không có giới thiệu, mà chúng tôi biết ông này, ông nghiên cứu ra chuyện này, ông phải là bình thường. Và ông này là một người là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe rất nhiều người. Và ông kêu trong cái lúc này đơn giản nhất ai cũng làm được, nhất là người phụ nữ hay dùng cái máy sấy tóc, khi mình tắm rồi mình sấy đó. Thì ông nói rằng là hiện tại cái vết sinh để mà tiêm vô con người đó, để mà tìm ra cái thuốc vết sinh mà để mà trị con virus COVID-19 này vẫn chưa tìm ra. Vẫu cho tìm ra thì nếu mà nó bị nhiều quá thì không đủ thuốc để mà tiêm. Cho nên thành ra là cái việc mà ổng khuyến cáo mọi người nên dùng cái máy sấy tóc, ổng chỉ những địa điểm. Thì trong những lúc trước, hình như năm ngoái, có một cái chú, ổng từ ở ngoài Nghệ An, ổng vô ổng mua cái nhà ở gần Tịnh Thất. Thì chúng tôi thấy cái điều ổng làm, chúng tôi nghĩ là chắc là bình thường lắm, mà lúc đó thấy cũng có hiệu quả. Là khi cảm rồi trong người nó khó chịu vô cùng, thì ông lấy một cái ngải cứu, ông phơi cho khô. Ông làm cũng kỳ công lắm. Cái ngải cứu này là ở ngoài Nghệ An, ông kêu rất là nhiều. Và ông lấy ngải cứu từ những cái cọng, cái cây gì đó, ông làm rất là kỳ công. Ông gói gọn thành một cái cục to khoảng như vậy, lớn hơn cầm tay. Ông phơi khô xong ông gói lại, ông chế ra một cái máy, là trong đó có mấy cái miếng cây, nó có từng tư giống ngón tay mình tư vậy nè. Để ông cào là ông để cái cây đó, ông cào trên cơ thể của mình, nó không có chạm cái lửa đó vô, thì nó cách khoảng 2-3 phân với cái cục đó. Ông đốt cái đó lên, thì cái ngải cứu này là một cái loại để nó thông huyết, thông máu, và nó cứu người. Ông nói ngải cứu là nó cứu người, những người mà bệnh nặng là nó cứu rất là tốt. Thì ông mới hơ, ông hơ trên cánh tay, rồi ông hơ cái là chú Linh mà hôm trước bị do na thần kinh, ông về cũng hơ được mấy ngày, chú bận quá chú chạy lên cho Giác Nhàn hơ nhiều mà thấy rất là khỏe, ngủ ngon mà thấy nó dễ chịu trong người lắm. Thì 2-3 ngày hôm nay ông thấy chúng tôi giảng hay có đờm trong cổ, ông kêu thôi để ông giúp ông xuống. Thì 2 ngày hôm nay ông kéo cái lỗi đó đó, thì chúng tôi mới thấy lại cái cách mà cổ cái ông mà chăm sóc sức khỏe giáo sư tiến sĩ á, ông dùng cái máy sấy tóc, ông sấy trên đỉnh đầu, ông sấy nơi cái chỗ mặt mang tai, rồi ông sấy ra gáy, rồi nhất là sau lưng cái hai cái xương sống của mình, ông sấy, ông kêu cho nóng lên mà đừng cho phỏng da. Thì hôm qua chúng tôi gửi cho một vài người, thì có một cái cô mẹ của cô bé Trang mà
ở Sài Gòn cổ làm từ 7 giờ to sáng cho đến 11 giờ tối, về làm giày ngồi cứ may. Cô đau lưng, cô chịu không nổi, cô khó chịu vô cùng. Khi cô thấy cái tin nhắn về, cô lấy máy xé tóc, cô để ngay chỗ cái lưng nó đau quá, cô rà vô thì nó tan máu, nó hết đau liền. Cô nói ồ hay dữ ta. Cô mới gửi tin tức thì, cô nói ồ chà hay quá, con đau lưng con khó chịu con ngồi hoài suốt ngày, bây giờ con lấy máy xé tóc con để vô con hơ mà không khéo mà để rà qua rà lại mà hơ một chỗ là nó cháy thịt liền á, nó phỏng thịt và nó khỏe liền, nó lưu thông liền. Thì thường con người mình ổng nói là cơ thể mà đau nhất mà hơ cái này cũng hết luôn. Và cái cơ thể của mình khi mà nó bị vi trùng tấn công là ngay chỗ đó nó có vấn đề, nó không lưu thông máu huyết, huyết mạch nó không lưu thông. Thì ông nói cái loại nóng này đó là cách để mà nó làm cho máu huyết lưu thông. Và ông nói hơi cho thiệt nóng, đừng cho bỏng da thôi chứ càng nóng càng tốt, cứ nói cho nóng lên. Thì những cái cơ quan mà virus xâm nhập á, là hơ cổ nè, hơ sau lưng gáy nè, hơ trên đỉnh đầu nè, hơ màng tang nè, hơ coi như là hầu như cái đầu với cái lưng là ông kêu hơ cho thiệt kỹ vô. Thì ông nếu là phổ biến cái này để cứu trăm vạn người, cái này quá đơn giản, không tốn kém. Mà thường chúng tôi thấy mà không tốn kém, không phức tạp thì chúng tôi phổ biến là vô hại. Mà ông kêu cái này nên nhắn tin phổ biến cho tôi đi, tôi nói không có sai đâu, quý vị cứ làm cho tôi đi, quý vị chả biết tôi là ai đâu, quý vị làm là thấy kết quả. Khi mà hơ như vậy là thấy cái đề kháng trong người nó tăng lên gấp trăm lần. Thì chúng tôi gửi cho mọi người, nhưng mà chúng tôi chưa có đề xướng nói thì chắc mọi người cũng hơi ngạc nhiên, ngỡ ngàng chút đúng không? Nhưng mà riêng cái việc mà để hơ cái này thì chúng tôi thấy là cái điều này nó có kết quả. Là bởi vì cái ông này, ông hơ cho chúng tôi hai ngày hôm nay. Mà cái ông chế hay lắm. Quý vị biết là cái máy mà nó quay để người ta hồi xưa làm rò rèn, mà nó có hơi nó đẩy vô để người ta làm rò rèn không? Thì cái máy này của ông nhỏ thôi, ông làm thêm một cái ống đi vô mà thường cân nước á, ông gắn vô trong cái máy đó, ông chế ra nhìn mắc cười lắm. Nhưng mà bây giờ chúng tôi thấy lại mới là hiệu quả. Rồi bắt đầu ổng thọt vô trong cái đó mà trên cái miếng cây ổng đề chữ A Di Đà Phật cho nó nữa. Rồi bắt đầu ổng mới hơi ổng ra, hơi nó ra rồi cái bắt đầu ổng cầm cái cây đó ổng kéo. Thì cái ổ sao ông nghiên cứu hay dữ không? Ổng kêu tự nhiên Phật gia hộ, con nghiên cứu cái này con giúp nhiều người lắm. Có cô Tịnh Hòa, có đột quỵ, cô nằm một chỗ, nhiều người con chỉ hơi về thôi mà kết quả. Thì giờ chúng tôi mới thấy ông giáo sư tiến sĩ này ổng nói là khi những cái huyệt nó bế tắc lại thì những cái điểm giống như cổ họng, giống như là mũi, giống như trên đỉnh đầu và một số những cái điểm cơ quan nó bị tổn thương mà mình hơ vào như vậy thì tăng cái đề kháng của nó lên. Mà cái hơ bằng máy mà điện nó xì cái hơi nóng ra, ổng nói còn kết quả như vậy. Mà huống chi là ông này ổng làm bằng cái loại ngải cứu. Thì cái ngải cứu này nó có cái chất ấm và cái lửa mà đốt từ cái cây ngải cứu này, cái tác dụng trực tiếp vô huyệt mạch để nó làm cho lưu thông máu huyết. Thì hôm bữa giờ chúng tôi cũng chưa đời sướng, chúng tôi nghĩ chắc là bình thường, chắc ông này là dân giả bình thường. Mà không ngờ Phật ban Bồ Tát giao hộ cho ông một cái nghề mà bây giờ giáo sư tiến sĩ tán thán cái chuyện mà hơ. Giáo sư tiến sĩ mà chuyên chăm sóc về sức khỏe, ổng có nói về cái việc mà lấy máy sấy tóc cho nó tiện, cho bây giờ chế như cái ông này làm sao mà ai chế cho được. Bây giờ mấy thầy đâu có máy sấy tóc không? Mấy thầy toàn bộ cạo tóc hết trơn rồi, đâu có ai có máy sấy tóc đâu đúng không? Thì bây giờ làm sao? Từ từ mua máy sấy tóc về nha, về sấy. Mà cái việc chúng tôi đề xướng thì hầu như là một số quý thầy cũng hưởng ứng từ đầu thời gian bỏ. Như cái việc mà quạt chú Đại Bi là cái chuyện mà bây giờ nó là hiệu quả, cầm bên cạnh đó nó có cái tác dụng cũng lớn. Nhưng bản thân chúng tôi thì thỉnh thoảng chúng tôi cũng cầm theo, một số mấy thầy cũng bỏ luôn. Còn cái nước thì bữa nay mình cũng đề xướng thời gian rồi, nhưng mà bản thân chúng tôi vẫn giữ đó là thường xuyên để uống nước buổi sáng khi lễ Phật, tụng kinh xong. Nước chú Đại Bi đó nó có tác dụng rất lớn, tiêu trừ 84.000 chứng bệnh, 84.000 chứng bệnh nước trị Đại Bi rất hiệu quả. Là một số cái việc chúng tôi đề xướng tập xứ nguồn tuổi trẻ mấy thầy cũng bỏ, mấy thầy thấy bình thường đúng không? Chúng tôi thấy bữa nay là phi thường. Cái phương pháp dưỡng sinh xứ nguồn tuổi trẻ nên tập thường xuyên, sáng 11, chiều như vậy là 10. Thì con người này chúng tôi nói sức khỏe phi thường, sáng chịu khó thức dậy sớm, dậy xong rồi uống một ly nước ấm, tập xuống nguồn tươi trẻ, lên công phu một thời, ăn sáng đầy đủ vô, đừng có thiếu cái chuyện ăn sáng, đừng có bỏ ăn sáng. Thì chúng tôi nói 3 tháng là cơ thể quý vị sức khỏe cực kỳ tốt, và nhất là xuống nguồn tươi trẻ khi tập thì trí nhớ của mình nó tăng trưởng rất kỳ diệu.
và người này sẽ lão lâu già, và thọ mạng người này kéo dài, trẻ hóa ra rất nhiều. Cái ông đó ông tập ông năm 75 tuổi mà ông còn có 50 tuổi, trẻ ra 25 tuổi, người ta ngạc nhiên. Và chúng tôi đo đường, và hiện nay đường bây giờ cơ địa của chúng tôi là tuổi này nó lên khoảng 150, mà trước khi mà tập chúng tôi đo là khoảng 150, là người ta nhiều người là sợ quản hồn đúng không, chúng tôi tập ra rồi còn có 101. Nó bữa nay mới thấy là cái phương pháp xuống nguồn tê trẻ nó giảm đường, chiều tập một lần nữa là thôi chứ đường trong cơ thể mình làm gì có nữa. Hay, hay thiệt. Cái đường nó không lưu thông được do cái tuyến tụy nó không có làm việc được, nó không có tốt, cho nên cái khí lực mình vô, rồi cơ thể mình vận động nhẹ đúng với cái phương cách xuống nguồn tê trẻ, lại bệnh bữa nay trị được bệnh tiểu đường. Ở trong cái cuốn sách nó nói viêm xoang, khớp, trị đường ruột, vân vân, rất nhiều thứ. Hôm trước tôi phổ biến, chúng tôi tập trước mặt cho chú Đức Trí mà chồng của cô Lợi, mà không biết ông về ông có tập không, chắc tập nhưng mà chưa có quyết liệt lắm đâu. Chúng tôi thấy một số các thầy mọi người xem thường cái phương pháp xuống nguồn tuổi trẻ, chúng tôi áp dụng đến hôm nay 6 tháng là thấy nó có kết quả cực kỳ là kết quả luôn đó. Bây giờ cái việc chúng tôi phổ biến chung chung, ngày mai chúng tôi nói cụ thể vào cái việc mà ăn dưỡng sinh và uống dưỡng sinh thêm. Thì sáng hôm nay sớm thức dậy nhận được một cái thư của cô Diệu Bảo ở Bình Phước của gửi. Thì chính cái cô này bị bệnh virus corona nó thâm nhập vô, và cô trị bằng cách là dùng tất cả những hơi ấm của nước và dùng cái cách xông. Thì xông thì chúng tôi xông tính ra 3-4 tuần nay gặp được cô Phật tử, cô nói từ khi con áp dụng cái cách mà xông cho nên thành ra cái chất độc trong người nó ra. Mà cô chỉ cái cách xông đó, thì chúng tôi lúc trước xông là chỉ nấu cái nồi nước xông bằng cái son mình đã mang xuống, nó không đủ hơi. Mà cô đưa cái ấm mà sắc thuốc á, bỏ vô ít lá thôi, cắm điện vô mà hơi nó ra, do cái nó nóng liên tục, điện nó vô nó nóng, mình hơi nó ra liên tục mà ra đến nỗi mà mình phải tắt mình chịu không nổi. Còn cái nồi đó nó nóng, mình lấy cây quậy qua quậy lại hết nóng liền, nấu lên mới nhắc xuống bếp nó hết liền. Bữa thầy Ngữ nói cô đưa cái gì đâu mà cái đồ xong mà cái bình đó mà làm gì mà đủ sức nóng, mà cuối cùng bây giờ nó cứ điện nó vô nó cứ sôi sục sục mà nó nóng mình chịu không nổi luôn. Hay thiệt, mấy người này họ nghiên cứu mình đâu nghiên cứu ra đâu. Thầy Ngữ nhìn cũng ngạc nhiên, đưa cái bình nấu thuốc, cái bình bằng sành mà cắm điện để nấu thuốc bắc mà làm sao xong được, ít lá quá. Trong khi đó một cái son thiệt to mà cuối cùng bỏ khỏi lửa cái là đã hết nông, không đủ sức ra mồ hôi. Còn cái bình thôi, đơn giản là cái bình thuốc bắc vậy mà nhỏ mà nó ra mồ hôi chịu không nổi luôn. Thì trước khi xong thì mình tắm rửa sạch sẽ cứ một tuần xong một lần. Mà riêng bà này bà nói là mỗi ngày xong luôn, người mà nhiễm virus là mỗi ngày xong luôn. Thì bà nói nè, em chia sẻ chút về người vừa bệnh nhiễm COVID Corona đã khỏi 4 ngày, mọi người nên đọc để tham khảo. Chị ấy là bạn thân của em đã bị nhiễm corona từ hôm chủ nhật vừa rồi. Hiện tượng ban đầu của chị ấy là ngày đầu tiên đau họng, ho khan, người rất mệt. Ngày thứ hai đầu rất đau và đau cả mắt. Người bệnh là đi khó thở như người thai nghén, tức là người bệnh corona là khó thở, khó chịu như người bị thai nghén vậy đó. Và chị ấy xúc miệng nước muối, nước khử trùng suốt ngày và kèm thêm thức ăn tỏi sống, uống trà ấm nhiều, uống nước cam hay cũng như tăng lượng vitamin. Và chị ấy nhỏ cả thuốc mắt nữa bởi vì đau mắt vô cùng. Và buổi chiều ngày thứ hai, chị ấy đã gọi đường dây nóng và có người đến khám tại nhà và họ nói chị ấy đã bị nhiễm virus corona đang nhẹ. Có nghĩa là bị nhiễm qua rất nhiều người, không phải ở dạng F1, F2. Họ cho chị ấy uống thuốc và nói chị ấy cách ly tại nhà và hàng ngày họ sẽ cho người đến kiểm tra. Ngày hôm đó chị ấy đã làm nhiệt độ trong phòng của chị ấy rất cao, điện chị ấy chỉnh lên 40 độ và chị ấy đã lấy bình ủ để nước nóng để xung quanh người và gối đầu lên cả một túi ủ nước nóng. Đầu chị ấy đau như búa bổ và con mắt cũng đau như muốn lòi ra. Nhưng sau khi đã làm những việc như trên thì người và đầu chị ấy toát mồ hôi và không bị lên cơn sốt. Vì khi đã để cơ thể sốt có nghĩa là virus đã xâm nhập rất nhiều. Và tôi thấy chị ấy nói là người toát mồ hôi ra, tôi nói chị ấy nên xông người đi thì
chất độc sẽ thoát ra ngoài. Ngày thứ ba thì chị ấy xong người, và thật tuyệt vời đó mọi người, chị ấy nói tự nhiên chị ấy thấy người nhẹ đi và không còn đau đầu nữa. Bác sĩ đến khám ngày thứ hai, họ còn ngạc nhiên vì sự bình phục nhanh của chị ấy. Họ có hỏi là ngoài uống thuốc của họ có làm điều gì thêm không, và chị ấy nói lại làm những điều chị ấy đã làm. Và họ có nói họ chỉ chia sẻ bệnh nhân của họ, tức là chị ấy nói là lấy đá, lấy nước ấm đồ để rồi xong á. Và đến ngày thứ tư chị ấy hoàn toàn bình phục như người bình thường và bác sĩ đã không phải đến nữa. Nên mọi người chia sẻ, nên mọi người chịu khó chia sẻ vì em thấy những bài thuốc nhân gian của người Việt Nam cũng sử dụng rất hiệu quả. Mọi người nhớ xong hàng ngày đến khi khỏi bệnh luôn. Thì cái việc mà hôm nay chúng tôi nói đến cái người mà đã bị nhiễm virus rồi, nhưng mà họ dùng cái cách để xông, thì cái xông đó dùng những gì? Xả gừng, nhất là gừng, tất cả các loại lá bỏ vô trong cái bình thuốc bắc, có một cái lồng, cái lồng đó giống như là cái dù á, mình ngồi á, nó cao cao hơn cái đầu một tí, nó chùm lại và xung quanh nó làm bằng chất liệu ni lông, họ có bán, họ xếp lại gọn, có sạc mi tia kéo lại, bỏ cái ổ điện vô, bỏ trong bên trong luôn, rồi bỏ luôn cái bình thuốc bắc vô bên trong luôn, rồi bỏ lá vô cắm điện, rồi mình cầm cái cây mình lật, mình mở cái nắp ra, cái cây mình cứ lật, mà trước khi xong là mình tắm cho sạch sẽ đi, xong rồi mình lau chùi khô, rồi mình vô mình nằm mình nghỉ ngơi hít thở một tiếng đồng hồ sau mới ra bên ngoài, cho sợ hở chân lông gió nó nhập vô. Thì cái việc mà để xong á, thì chúng tôi khuyến khích quý vị không bệnh cũng một tuần xong một lần. Cô này có học rất kỹ về cái chuyện bấm huyệt và có áp dụng cái này từ bao nhiêu năm nay, cô không có bệnh lặt vặt, không có sốt. Hiện tại cô nuôi ông cha ở trên Tịnh Thất, thuê cái nhà cho cô Nhã, cô nói là con biết cách bấm huyệt cho cha con biết cách để xong cho nên cơ thể con không có bị. Thì đến hôm nay cái cô mà bị nhiễm virus Covid-19 này đó, là cô đã dùng cái cách của xong là chính, xong suốt, xong mỗi ngày luôn, cho nó ra mồ hôi, nó thải hết những chất độc qua đường chân lông. Thì thường cơ thể của người mình không có vận động, không có lao động nó, thì cái chất độc nó ở trong cơ thể chúng ta và không cách nào để thải ra được hết. Thì chỉ có làm lao động, mà lao động cũng không bằng xong. Mà khi xong bằng cái bình này á, bình thuốc bắc mà quý vị bỏ vô thấy ít lá thôi nha, mà nó nóng hơi nó cứ lên hoài. Và thì nó không có chuyển qua chế độ ấm, là bởi vì nước trong nó nhiều. Còn thuốc bắc mình sắc đến cái chế độ mà nó lồi cái cục mà phát nhiệt ra đó, thì nó mới chuyển qua cái chế độ ấm. Mà bây giờ nước nhiều thì nó cứ sôi hoài, nó sôi đến lúc mà toàn thân của mình ra mồ hôi quá nhiều luôn rồi đó, thì mình cảm giác thấy vừa rồi đó, rồi bắt đầu mình mới tắt nó đi. Sảng khoái vô cùng cái việc xong. Mà thường người ta những lúc cảm cúm rồi người ta mới xong, phải không? Không có chuyện gì cũng xong luôn, không bệnh gì cũng xong luôn, xong để ra chất độc. Thì ngay bây giờ chúng tôi thấy cái người mà bị nhiễm Covid này, người ta xác định là bị nhiễm virus Covid rồi đó, họ xong như vậy là những con virus nó ở trong đó nó không chịu nổi với cái nhiệt độ mà khi người ta xong. Mà đó, những cái việc xong chúng tôi cũng áp dụng 3 tuần nay thấy rất là khỏe, khuyến khích mọi người nên làm. Cái việc mà ông đó ông làm mà ông lấy lửa, ông làm cái máy ông thổi lên giống như là thay vì cái máy sấy tóc thì nó có cái cánh quạt trong đó, nó vô điện và nó sấy hơi điện đó, phải không? Còn cái này là ông làm bằng cái hơi tự động của cái máy, nó quay như người ta thợ rèn, nó thổi hơi vô, không có bị tác hại nhiều. Và cái lửa đó là lửa của cái ngải cứu, nó vô trong người mình, nó thông lưu thông được máu huyết. Chúng tôi nói ồ cái này hay quá, chắc là kêu ông làm mỗi ngày, mà ông thích làm cho chúng tôi, ông cứ năn nỉ hoài à. Hôm bữa xuống đang làm vườn, ông kêu sư phụ mệt quá để chăm sóc sức khỏe đi. Mà chúng tôi thực ra bây giờ mới nói thật lòng là mình nói ổ làm gì lấy lửa hơ mà chăm sóc sức khỏe. Nhưng mà ông qua tha thiết năn nỉ, ông lòng chân thật quá, cho nên chúng tôi cứ thôi chấp nhận. Nhưng bây giờ thì thấy mới tác dụng cái chuyện mà hơ lửa. Thì bây giờ quý vị không có cái như ổng làm, mà ổng làm hay lắm. Cái miếng gỗ ổng làm cong cong, rồi nó có mấy cái tưa ra để cho mình cào, mình kéo xuống như vậy nè, để ổng kéo xuống để nó không có bị chạm cái lửa vô đó. Ổng làm nghiên cứu hay lắm.
chứ nếu mà không mình cầm mình hơ hơ thì lúc ra xa cái lúc vô gần sợ cháy da làm sao. Ông cào xuống, ông đưa mình nó dễ chịu vô cùng, ông bấm huyệt, ông làm rất tốt. Thì những cái này là cái mà chăng tăng chất đề kháng mà nhiều người xem thường. Rồi cái thêm đó nữa là ngâm chân. Hôm qua chúng tôi coi một cái đoạn người ta nói không có loại thuốc bổ nào bằng cái việc ngâm chân. Ngâm chân ban đêm là thuốc bổ trên cả tuyệt vời, trên cả thuốc bổ. Hôm trước chúng tôi lấy gừng của thầy Nhuận An cho mấy tạ luôn, sắc ra phơi khô với củ riền, đem cái rượu mạnh cô Lộc cô biết chỗ mua á, chúng tôi ngâm vô 5 bình ở dưới này. Hôm trước 3 ngày mới, một tuần 5-3 ngày, bữa nay mỗi buổi tối ngâm cái chân bằng nước ấm gừng, rồi thầy Ngữ bấm huyệt. Cái cảm giác mà làm nó mệt á, nó làm nó mệt một ngày mà ngâm chân gừng nước nóng xong, ông bóp cái chân, ông bấm huyệt, trời nó sung sướng. Giống mình uống thuốc bổ nó sướng lắm. Nhưng mà chắc mấy thầy, mấy cụ thấy cái này bình thường, chắc nhàn làm gần 2 năm rồi, đâu có bỏ đâu. May có thầy Ngữ ông quá siêng luôn, cho mấy người khác chắc họ bỏ mất. Bản thân tự mình làm cho mình làm biến lắm. Mà có người họ thương, họ quý mình, họ chăm sóc sức khỏe cho mình, họ làm thì tuyệt vời. Mới hồi tối nay cảm giác mà khi nghe người ta nói trong cái đoạn là biết cách dưỡng sinh tuổi thọ là kéo dài cả trăm tuổi, coi vô họ nói không có thuốc bổ nào bằng cái chuyện ngâm chân. Ngâm chân là một loại thuốc bổ là hơn tất cả các loại thuốc bổ. Đây là thuốc bổ trường thọ, thọ mạng kéo dài. Và những cái huyệt mạch ở dưới lòng bàn chân á, huyệt dũng tiền á, nó được tác động vô hơi ấm, vô nước ấm mà được bấm, được xoa massage cho nó thì nó dễ chịu. Bởi vì hàng ngày mình đứng toàn bộ đầu, tay, thân mình toàn bộ là cái chân nó chịu đựng hết. Mà nó chịu đựng đến mức nó chịu không nổi nữa thì sao? Cái chân của mình về già là nó phải bị khớp, bị đau. Bởi vì mình bắt nó làm việc nhiều quá mà không có lo lắng, không có bồi dưỡng cho nó. Cái chuyện ngâm chân này quan trọng. Phải chịu khó để dưỡng sinh trong cái lúc bệnh này nha quý vị nha. Đừng có xem thường. Để như cái cô này mà cổ phát minh, cổ tìm ra được cái chuyện xong mà có bạn nhắc xong đi, cho nên bà xong nó mới nhanh như vậy. Bởi vì xong là trực tiếp con virus nó bị tác động cái hơi ấm, cái hơi nóng từ bên ngoài vô trực tiếp, thì nó phải đuối, nó phải thua. Rồi tự nhiên cái chất đề kháng của mình có lên nữa thì mình phải đẩy lùi nó thôi. Còn bây giờ mà để đến cách ly thì quý vị chỉ đợi người ta đến khám, rồi người ta đến đo nhiệt độ, người ta cho thuốc. Nhưng mà cơ thể của mình không đủ sức ấm thì con virus nó vẫn tấn công mình, chịu không nổi. Cho nên thành ra trong cơ thể mình là một cái bộ máy tinh vi, là cái đề kháng rất hùng mạnh. Nhưng mà mình thức khuya, rồi dậy trễ, rồi uống những cái đồ bia rượu, rồi ăn những gạo trắng, ăn thịt thà, rồi uống nước ngọt, rồi làm đủ kiểu cho cơ thể mình nó mất hết những cái miễn nhiễm, cái chất đề kháng trong cơ thể, thì chắc chắn là virus tật bệnh nó tấn công mình thôi. Đó là cái việc chúng tôi nói tóm tắt, bây giờ nó cũng là 25 phút, thì chúng tôi nói là cái việc mà để nói điều này thì chúng tôi sẽ tiếp tục nói thêm. Nhưng mà cái việc mà để cho cơ thể mình đó, mà khỏe mạnh cả thân tâm đấy, hồi nãy giờ chúng tôi nói là khỏe về cái thân đó. Nếu mà làm như vậy là khỏe về cái thân, nhưng mà tâm mình bị bất an, tâm mình bị bắn loạn, thần mình bị tản, khí lực mình không đủ, hít thở sâu vô, và đêm mình ngủ không được, tinh thần bất ổn, thì thân nó sẽ kéo theo bất ổn. Tâm là chủ lực, tâm là chính. Cho nên thành ra Ấn Tổ hay nói cái gốc của đất nước là xã hội, cái gốc của xã hội là gia đình, cái gốc của gia đình là tấm thân, mà cái gốc của thân là cái tâm. Nếu mà thân khỏe mà tâm bất an, tâm lo buồn sầu não, thì hầu như tất cả những cái sức khỏe đề kháng về thân này cũng mất tác dụng đối với cái tâm. Bởi vì cái tâm này nó bất an, ngủ không được, ăn không ngon, thì làm sao mình điều khiển được cái vấn đề dinh dưỡng trong thân. Cho nên tâm người này phải niệm Phật, tâm người này phải trì thần chú đại bi, tâm người này phải niệm danh hiệu Quan Âm, tâm người này phải tụng kinh, thì nó mới phát sanh ra được lòng từ bi, hỷ xả vô ngã vị tha. Đây là chất miễn nhiễm. Nếu người nào mà có lòng vị tha cao độ, có tình thương với chúng sanh vạn loại, không ăn thịt chúng sanh mà thương yêu chúng sanh, thì cái miễn nhiễm từ nơi cái tâm này nó làm cho cái thân mình có một cái chất đề kháng miễn nhiễm rất cao. Bản thân con người mình đây là thân tâm mình là đang bị phiền não nghiệp chướng, mà không có pháp lành mà nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh của Bồ Tát Thiên Thủ, của Phật A Di Đà, thì mình không có cách nào tự mình làm được. Bản thân mình bị bệnh thì mình phải cần thuốc, tâm mình bị nghiệp chướng phải cần Phật hiệu, phải cần danh hiệu Bồ Tát Quan Âm.
cần thần chú đại bi. Cho nên thành ra mỗi buổi sáng mà anh em nào mà nghe mà tập trung tha thiết mà làm theo cái điều mà giác nhàn nói, mà không phải tự ý đâu, là học theo những điều các vị tiền bối, cũng như trì đại bi cũng ấn tổ cũng trì, niệm Quan Âm ấn tổ cũng niệm, ngài Đại Thế Chí mà còn niệm Quan Âm, mà niệm Phật Di Đà ngài cũng niệm, thì chúng tôi nói theo những cái việc mà các vị tiền bối ngài làm rồi chúng tôi nói ra, chứ không phải tự ý mà nói đâu. Rồi còn những cái việc mà dưỡng sinh đó là chúng tôi đã đúc kết từ nơi bản thân của chúng tôi. Ngâm chân cũng năm ngâm này gần 2 năm nay, ăn gạo lứt cũng gần 2 năm nay, ăn ít thôi một chén thôi. Rồi cái việc mà hơ bằng cái máy sấy tóc thì ông kia ông áp dụng, chúng tôi thấy cũng có kết quả. Canh dưỡng sinh cũng có uống rồi. Tất cả những rau củ quả nói về dương tính bí đỏ, các hạt đậu, khổ qua, ngò rí, rồi xà lách son, một số những cái dương tính mình tìm để mình dùng vô cho nó tốt trong cái lúc này, cho cơ thể mình nó có cái đề kháng trong cơ thể đó. Nếu mà quý vị làm những cái điều đó thôi là quý vị thấy cơ thể mình thoải mái rồi, sáng tối hai thời công phu nữa thì sống an nhàn, nghèo ăn theo nghèo, giàu ăn theo giàu, chứ không phải giàu hưởng phước mà nghèo bất an, an ổn vô cùng. Thì cái việc mà hôm nay chúng tôi chia sẻ về cái vấn đề ăn uống tu hành để nó có một cái niềm an vui trong cuộc sống và có đề kháng để sinh sống, mà người ta bệnh mình không bệnh. Ngay nơi ông Donald Trump ổng nói về cái việc mà nên ngừng hẳn ăn thịt thì chúng tôi thực sự tán thán ông này, và nên mọi người ăn chay trong năm 2020. Thì đây là chữa từ cái gốc và ngăn chặn dịch bệnh từ cái gốc. Bởi vì cái người bệnh rồi tiếp tục, người không bệnh họ sẽ tiếp tục bệnh nữa. Mà người không bệnh, không để không bệnh thì người ta phải ngăn trừ từng cái gốc, chứ tìm thuốc ra để mà trị những người bệnh. Còn người không bệnh đó thì họ cứ tiếp tục bệnh hoài, mình làm sao mà chữa nổi. Giống như bên Mỹ bây giờ lan quá lớn luôn, rồi Italia, bên Ý nó quá chết nhiều người, đâu có đủ thuốc để chữa đâu. Nếu mà khuyên mọi người ăn chay thì đề kháng họ lên ngay, khuyên họ dùng cái máy sấy tóc để sấy, khuyên họ uống nước canh dưỡng sinh, khuyên họ là đừng có thức khuya, họ dậy sớm uống nước, họ tập dưỡng sinh xuống nguồn tươi trẻ, bao nhiêu đó là cơ thể mình là tuyệt vời. Những cái này là chúng tôi áp dụng có kết quả hết, chứ không phải là nghiên cứu trên lý thuyết đóng mò đâu. Mấy anh em nên áp dụng. Ví dụ cái chuyện đơn giản mua máy sấy tóc không kịp, mấy anh em tập dưỡng sinh xuống nguồn tươi trẻ, cái này ai làm không được, đúng không? Đó. Rồi uống nước vô, uống nước gạo lứt, từ từ mình tìm cách để mà mình lo cho bản thân mình, nghe không? Thì trong cái việc mà điều dưỡng thân á, thì tuy rằng nhiều thứ mình ăn, mình uống, mình thể dục, rồi về cái việc mà điều chỉnh cái thân này thì chúng tôi nói dễ hơn là điều chỉnh cái tâm. Muốn là mình làm được liền, cái thân nó là vật lý hiện hữu thô phù dễ làm, còn cái tâm linh nó là tinh nhuệ vô vi, rất khó điều chỉnh nó. Đến niệm câu Phật hiệu thuần mà không tạp, mà không gián đoạn không phải dễ. Trì thần chú đại bi 108 mà liên tục không gián đoạn không phải là dễ nó đâu. Đủ thứ công việc nó làm cho trở ngại. Có những người họ kêu họ trì vô một cái là trong người họ khó chịu vô cùng, trong miệng họ nóng như lửa đốt, và trong người họ nó bức rất khó chịu, nó đang chuyển nghiệp họ bỏ. Cô Phật tử, cô Lai, cô nghe chúng tôi nói, cô thấy Sài Gòn nó quá trời khổ đau về cái chuyện mà họ không có buôn bán làm ăn được. Có trì 108 có hồi hướng. Chúng tôi nói một người mà phát tâm 108 không phải là đơn giản. Cô Hương của cũng trì sáng 54 chiều 54, rồi cô Diệu Phước ở dưới Bình Phước, cô cũng phát tâm để cô trì 108. Anh em nếu không có thì cũng 54 để mình hồi hướng cho thế giới này an bình. Cái thần chú đại bi nó vi diệu lắm. Trước là để mình phòng hộ thân tâm của mình. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói, và ngày mai sẽ tiếp tục khai triển thêm về cái việc để cho mình tạo cái chất đề kháng trong cơ thể và chất miễn nhiễm cao. Lỡ mà nó tới với mình là khó chịu. Cái cô này cô nói quý vị nghe không? Đầu đau như búa bổ, mắt nó đau muốn lòi con mắt ra, rồi cơ thể nó khó chịu vô cùng. Bởi vì virus nó đang tấn công vô mà, nó hơn gấp trăm lần cảm cúm, mà cảm cúm là mình đã thấy khó chịu rồi. Vậy mà song mỗi ngày, vậy mà nó tuôn ra hết. 4 ngày là trở lại bình thường, bác sĩ nói thôi để tôi đi chia sẻ cái chuyện này. Thành ra là trước mình cứ lấy cái mền mình chùm vô phải không? Nó không kín đâu. Cái loại này nó có một cái giống như cái dù á ha, xung quanh là bằng ni lông á ha, nó có sợi mi tia nó kéo lại, giống như mấy cái dù mà người ta thường đi dân làm trại đồ này nọ, mà mình mua vừa phải thôi, vừa ngồi, nó vừa chùm vô vừa ngồi, chui vô trong đó, có cái cửa sợi mi tia kéo ra, chui vô, kéo lại, đưa sợi dây điện vô, vậy mà cái kết quả.
xong mỗi ngày độc tố trong người ra và virus ở trong người mình nó chịu không nổi với cái sức nóng. Bây giờ cái cơ thể mình, cơ địa mình nó mạnh nó mới chịu được cái sức nóng đó, còn virus là nó tiêu, nó giảm liền. Hay cái món thuốc nhân gian đơn giản vậy mà khỏe mạnh. Câu đó con nói từ khi con xong như vậy con ít có thấy bệnh lặt vặt cảm đồ này nọ, đau đầu đồ trong người nó sảng khoái vô cùng. Mà mồ hôi mình là những chất độc ở trong cơ thể, đường tiểu nó đâu có thải ra hết, đường đại tiện đâu có thải ra hết đâu, chỉ có đường mồ hôi là thải ra nhanh nhất mà làm nhẹ nhàng không tốn kém. Thì thôi giờ đây hết giờ, đúng 7:30 rồi, đại chúng hồi hướng tiếp tục ngày mai với nhàn nói tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Phàm là bọn hữu tình chúng ta, hễ nghe nói đến pháp môn tịnh độ thì phải tin Ta Bà cực khổ, Tây Phương cực vui. Phải tin rằng từ nhiều đời đến nay, nghiệp chướng sâu nặng chẳng kỳ vào Phật lực khó thể xuất ly. Phải nên tin rằng cầu được vãng sanh thì ngay trong đời này sẽ được vãng sanh. Phải tin niệm Phật nhất định được Ngài từ bi nhiếp thọ. Dùng một lòng kiên định này, nguyện lìa Ta Bà như kẻ tù muốn thoát khỏi lao ngục, chọn chẳng có tâm lưu luyến. Nguyện sanh Tây Phương như lữ khách mong quay về cố hương, chẳng hề có ý niệm do dự. Từ đó tùy phận tùy lực, chỉ tâm trì niệm thánh hiệu A-di-đà Phật, chẳng luận là nói năng im lặng, đồng tình đi đứng nằm ngồi, đón tiếp khách khứa, mặc áo ăn cơm, giữ sao Phật hiệu, chẳng lìa tâm, tâm chẳng lìa Phật. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Hương thơm công đức phước huệ, ánh sáng từ bi nhiếp thọ của Như Lai, theo chiều dọc suốt cả ba đời, theo chiều ngang trọn khắp mười phương, đều song chiếu trọn khắp. Phàm phu đầy dễ chiền phược, chọn chẳng nghe thấy, như kẻ mắt mù mũi điếc, giữa trưa đi ngang rừng chiến đàn, chọn chẳng ngửi được mùi hương chiến đàn, chẳng thấy được ánh sáng mặt trời. Nếu sanh lòng chánh tính thường niệm Phật hiệu, do được vạn đức hồng danh của Như Lai ngầm hun đúc gia bì, nên nghiệp tiêu chí rằng chứng tận phước cao, sẽ tự có thể tùy theo khả năng của chính mình mà đắc tam muội. Nên thấy nghe đôi chút hưởng công đức ánh sáng từ bi của Phật, hoặc chứng vô sanh nhận, nên thấy nghe lớn lao, cho tới dùng sự trang nghiêm của Phật để tự trang nghiêm. Thầy giám viện là Đại sư Diệu Chân mong những ai đến đây đều cùng được nhiễm mùi hương của Phật, cùng được hưởng quang minh của Phật. Cậy tôi đề bốn chữ này và viết lời bạc để thưa với bậc thông sáng mai sau. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 4. Nếu xây lầu gác trên không, bị nói cảnh giới thù thắng, chính là phạm vào giới đại vọng ngữ. Chưa đắc bèn nói là đã đắc, chưa chứng nói đã chứng, tội ấy còn gấp trăm ngàn và ức lần tội giết, trộm, dâm. Nếu người ấy chẳng tận lực sám hối, khi một hơi thở ra không hít vào được nữa, liên đọa địa ngục A Tỳ. Bởi kẻ ấy hoại loạn Phật Pháp, gây lầm lạc nghi ngờ cho chúng sanh. Ông phải rất thận trọng, thấy cảnh chỉ có một phân, chẳng được nói lên một phân mốt, cũng chẳng được nói chính ly chính. Nói quá lên cũng là tội lỗi, mà nói giảm cũng là tội lỗi. Vì sao vậy? Do hàng chi thức chưa đắc tha tâm đậu nhãn, chỉ có thể dựa vào lời nói để phán định. Đem cảnh giới ấy thưa cùng chi thức để chứng minh tà chánh đúng sai thì không có lỗi gì. Nếu chẳng vì để chứng minh, chỉ muốn tự khoe khoang cũng sẽ có lỗi. Nếu hướng về hết thảy những người khác nói ra thì sẽ mắc lỗi. Ngoại trừ chuyện cầu chi thức chứng minh ra đều không được nói. Hễ nói ra sau này sẽ vĩnh viễn không thể đạt được cảnh giới thù thắng ấy nữa. Cái ải lớn nhất của người tu hành này trong giáo thuyết Tôn Thiên Thai đã nhiều lần nói đến. Sở dĩ gần đây những người tu hành phần nhiều bị ma dừa đều là do tâm tháo động vọng niệm mong cầu cảnh giới thù thắng. Đừng nói là cảnh ma,
dẫu cho cảnh ấy là cảnh thù thắng, vừa sanh tâm tham chấp, hoan hỷ, vân vân, bèn bị tổn hại, chẳng được lợi ích. Huống chi cảnh ấy chứ đích xác là cảnh thù thắng ư? Nếu người ấy có hàm dưỡng, không mang tâm bộc chộp vọng động, tâm không thâm đắm, dù thấy các cảnh giới cũng hệt như không thấy. Đã không sanh tâm hoan hỷ tham đắm, lại chẳng sanh tâm sợ hãi kinh nghi, thì đừng nói là người ấy sẽ được lợi ích khi cảnh thù thắng hiện. Dẫu là cảnh ma hiện cũng vẫn được lợi ích. Vì sao vậy? Do chẳng bị ma chuyển nên có thể tiến lên. Nên biết người học đạo phải biết chuyện lớn, nếu không được điều ích nhỏ nhặt, ắt sẽ bị tổn hại lớn lao. Đừng kể chi loại cảnh giới này, dẫu thật sự đắc ngũ thông, vẫn còn phải gắt bỏ ra ngoài thì mới đạt được lậu tầng thông. Hệ tham đắm sẽ có thể tiến lên, rất có thể bị lui sụp, chẳng thể không biết. Trích dựng văn sao Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 2, thư Trả Lời Cư Sĩ Hà Huệ Chiêu. Người niệm Phật hãy nên giữ tấm lòng được vãng sanh ngay trong đời này. Nếu báo thân chưa mặn thì cũng chỉ tùy duyên. Nếu định kỳ hạn mong muốn vãng sanh mà công phu đã thành thục, cố nhiên chẳng trở ngại gì. Nếu không, chỉ riêng cái tâm mong cầu ấy đã là cái gốc để thành ma rồi. Nếu vọng niệm ấy kết thành một khối chẳng tháo gỡ được, sẽ nguy hiểm chẳng thế nào nói nổi. Cho đến hết tuổi thọ gieo tấm lòng thành chính là đạo chúng ta nên tuân giữ. Diệt thọ thụ chứng, tức là diệt trừ thọ mạng để mong chứng đắc, quả thật là lời lẽ bị giới kinh gọi trách sâu xa. Bài kệ cuối kinh Phạm Vọng có đoạn: kế ngã chấp chức giả, bất năng sanh thị pháp, diệt thọ thụ chứng giả, diệt phi hạ trụng xứ. Tạm dịch: kẻ chấp trước nơi ngã chẳng sanh được pháp này, diệt thọ mong chứng đắc cũng không gieo giống được. Chỉ nên chọn hết lòng kính lòng thành để cầu mau được vãng sanh. Cho nên mong muốn được vãng sanh đúng như kỳ hạn, theo như ý ta đã định. Người học đạo tâm cho nên thiên chấp, hệ thiên chấp sẽ đến nỗi mất chí điên cuồng, chẳng những vô ích mà còn bị hại. Nếu tịnh nghiệp chín mùi, vãng sanh ngay bữa nay càng tốt. Nếu chưa chín mùi mà cứ muốn được vãng sanh ngay, sẽ trở thành nhổ mạ để giúp cho nó mau lớn. Thật sợ rằng hệ ma sự dấy lên, chẳng những chính mình không thể vãng sanh được, mà còn khiến cho kẻ vô tri đều lui sụp tính tâm, bảo là niệm Phật tổn hại vô ích. Như ông ít nọ là tấm gương tại đình, mối hại ấy quả thật chẳng nông cạn vậy. Xin hãy đem cái tâm quyết định mong được vãng sanh đúng kỳ hạn ấy đổi thành cái tâm chỉ mong mau được vãng sanh. Dẫu không được vãng sanh mau chóng cũng chẳng ấy nấy gì, chỉ chí thành chí kính để mong khi hết báo thân sẽ được vãng sanh, thì không bị vọng niệm bộc chộp vón cục lại trong tâm đến nỗi mất họa chuốc lấy ma sự. Trích dẫn Văn Sao Tâm Biên, quyển 3, thư Trả Lời Cư Sĩ Niệm Phật. Bất luận tụng kinh nào, trì chú nào, cũng đều phải niệm Phật bao nhiêu tiếng đó rồi hồi hướng thì mới hợp với tâm trị tu tịnh nghiệp. Trích dẫn Văn Sao Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1, thư Trả Lời Cư Sĩ Châu Chí Mậu. Niệm Phật trở nên bỏ hồi hướng. Hồi hướng chính là tín nguyện được phát ra từ miệng, nhưng chỉ nên hồi hướng sau khi xong khóa tối và sau khi niệm Phật tụng kinh trong ngày xong. Nên niệm Phật từ sáng đến tối không gián đoạn, trong tâm chỉ có ý niệm nguyện được vãng sanh, chính là thường thời hồi hướng, tức luôn luôn hồi hướng. Trích dựng Văn Sao Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1, thư Trả Lời Cư Sĩ Ích Ở Vĩnh Gia, lá thư số 4. Ngay trong sinh hoạt thường ngày, với tất cả những điều thiện nhỏ nhặt và các thiện căn như tụng kinh, lễ bái, vân vân, đều đem những công đức ấy hồi hướng vãng sanh. Như thế thì hết thảy hạnh môn đều thành trợ hạnh cho tịnh độ, như gom các trần thành đất, tụ các dòng nước thành biển, rộng lớn sâu thẳm ai cùng tộc được. Nhưng phải phát Bồ Đề tâm, thệ nguyện độ sanh, tất cả công đức tu trì hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh
bốn ân, ba cội. Giống như đổ dầu vào lửa, nhưng mà gặp mưa đã kết pháp duyên sâu xa cùng hết thảy chúng sanh, lại còn có thể mau thành tựu hạnh đại thừa thù thắng cho chính mình. Nếu không biết nghĩa này thì là kiến giải tự lời của phàm phu nhị thừa, dẫu tu diệu hạnh này chỉ cảm được quả hiền kém. Trích dẫn văn sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 1, thư gửi nữ sĩ Từ Phước Hiền. Hồi hướng phát nguyện tâm nghĩa là đem công đức niệm Phật của chính mình hồi hướng cho hết thảy chúng sanh trong pháp giới đều cùng được vãng sanh Tây Phương. Nếu có tâm ấy, công đức sẽ vô lượng. Nếu chỉ vì một người mà niệm thì do tâm lượng nhỏ hẹp, công đức cũng nhỏ hẹp. Ví như thắp một ngọn đèn thì chỉ có ánh sáng của một ngọn đèn. Nếu chiều xoay vần thắp cho những ngọn đèn khác thì ánh sáng của trăm ngàn vạn ức vô lượng vô số ngọn đèn sẽ chẳng thế nào thí dụ được. Thế nhưng ánh sáng của ngọn đèn ban đầu cố nhiên chẳng bị hao tổn gì. Người đời chẳng biết nghĩa này nên chỉ biết tự tư tự lợi, chẳng muốn cho người khác hưởng lợi ích ấy. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 3, thư trả lời cư sĩ Trương Đạo Sanh, lá thư số 1. Hồi hướng là đem các công đức niệm tụng do chính mình đã tu. Nếu để mặc không hồi hướng thì nhờ vào những công đức ấy sẽ chỉ được hưởng các thứ phước báo trời người. Nay xoay cá nhân được hưởng phước báo trời người do công đức đã làm ấy, gom về sự vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để làm cái quả siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, cho đến rốt ráo thành Phật trong tương lai, chứ chẳng chỉ nhằm hưởng phước trời người mà thôi. Dùng một chữ hồi nhằm thể hiện ý quyết định chẳng thuận theo thói tình thế gian, dùng một chữ hướng nhằm thể hiện ý quyết định mong mỏi phương cách xuất thế. Đó gọi là hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi từ hướng tha. Công đức đã làm là cái nhân kết thành quả báo trong cõi trời người, xoay cái nhân ấy lại để hưởng về quả niết bàn. Công đức đã làm là chuyện sanh diệt, xoay nó lại để hưởng đến diệu lý thật tướng bất sanh bất diệt. Công đức đã làm vốn thuộc tự hành, xoay nó lại để hướng về hết thảy chúng sanh trong pháp giới. Đấy chính là danh từ nhằm thể hiện ý nghĩa phát nguyện lập thệ quyết định hướng đến. Hồi hướng có ba nghĩa. Một, hồi hướng chẳng như thực tế tâm tâm khế hợp, đây chính là nghĩa hồi sự hướng lý. Hai, hồi hướng Phật quả Bồ Đề niệm niệm viên mãn, đây chính là nghĩa hồi nhân hướng quả. Ba, hồi hướng pháp giới chúng sanh cùng sanh tịnh độ, đây chính là nghĩa hồi từ hướng tha. Ý nghĩa hồi hướng lớn lao thay. Pháp hồi hướng tuy không phải chỉ có một, nhưng đều coi hồi hướng tịnh độ là pháp tối màu nhiệm duy nhất không hai. Bởi lẽ nếu chẳng sanh về tịnh độ thường có thể thành tựu những đại nguyện khác, nếu sanh về tịnh độ thì không nguyện nào chẳng thành. Do bởi lẽ này, phàm làm hết thảy công đức dẫu có mong mọi chi khác cũng tất nhiên phải hồi hướng tịnh độ. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Ngu Tăng. Phát nguyện nên thực hiện trong lúc sớm tối, lúc niệm Phật xong. Pháp thập niệm buổi sáng thì cũng niệm Phật trước phát nguyện sau. Có thể dùng bài Tiểu Tịnh Độ Văn, nếu thân tâm rảnh rang nên dùng bài Tân Tịnh Độ Văn, tức bài Khể Thủ Tây Phương An Lạc Quốc vân vân, chép trong Thiền Môn Nhật Tùng của Liên Trì Đại Sư để hồi hướng. Bài này ngôn từ lẫn nghĩa lý đều chấu đáo, đứng đầu cổ kim. Nên biết phát nguyện bằng cách đọc bài văn phát nguyện thì phải nương theo văn để phát nguyện, chứ không phải cứ đọc văn hồi hướng một lượt là đã phát nguyện đâu nhé. Trích dẫn văn sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 1, thư dự định trả lời vị cư sĩ ít. Một pháp niệm Phật chính là diệu pháp bậc nhất để bỏ chừng lao quay về giác phản bổn quy nguyên. Đối với người tại gia, pháp này lại càng thân thiết, vì người tại gia thân trong lý trần, công việc đa đoan. Đối với những việc như nhiếp tâm tham thiền, tụng kinh trong tịnh thất vân vân, do hoàn cảnh sẽ chẳng làm được nổi hoặc chẳng đủ sức,
chỉ có mình pháp niệm Phật là thuận tiện nhất. Sáng tối đối chức Phật tùy phần, tùy sức, lễ bái, chi niệm, hồi hướng, phát nguyện. Ngoài ra thì đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, động tình, mặc áo ăn cơm, hết thảy thời, hết thảy chỗ, điều niệm được cả. Nhưng ở nơi sạch sẽ, lúc cung kính thì niệm ra tiếng hay niệm thầm đều được. Còn như ở những nơi chẳng sạch sẽ, như vào nhà tiêu chẳng hạn, hoặc nhằm lúc chẳng cung kính, chẳng hạn như đang nằm ngủ, tắm gội vân vân, chỉ nên niệm thầm, chẳng nên niệm ra tiếng. Chứ chẳng phải là ở những chỗ ấy, nhằm lúc ấy không được niệm. Nằm ngủ niệm ra tiếng thì chẳng những không cung kính, lại còn bị tổn khí, lâu ngày thành bệnh. Công đức niệm thầm giống hệt công đức niệm bình thường, ấy là niệm ở đâu sẽ ở đó, ngay thẳng cùng do đấy mà điên đảo cũng bởi đấy. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Lúc niệm Phật nên tùy nghi. Nãy trong niệm Phật đường của các tùng lâm đều niệm kinh A Di Đà xong thì niệm chú vạn sanh ba biến hoặc một biến, rồi mới sướng kệ niệm Phật. Tán Phật xong niệm tiếp Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, rồi nhiễu niệm. Phải đi nhiễu từ đông sang nam, từ tây sang bắc, đấy là thuận tùng, là tùy hỷ. Thuận tùng mới có công đức. Tây Phật trọng nhất là đi nhiễu. Ở phương này cùng thực hành cả hai cách, lễ bái và đi nhiễu. Nếu đi từ đông sang bắc, từ tây sang nam thì là phản nhiễu, tức đi nhiễu ngược chiều sẽ mắc tội, chẳng thể không biết điều này. Nhiễu niệm một khắc rưỡi, rồi ngồi niệm thầm ước chừng một khắc, lại niệm Phật ra tiếng. Niệm xong quỳ niệm Phật 10 lần, Quan Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, mỗi danh hiệu niệm 3 lượt, sau đấy mới niệm phát nguyện văn. Người tại gia ngại thất nhỏ, khó nhiễu niệm thì đứng, quỳ hay ngồi niệm đều được. Chỉ nên án theo tinh thần mình mà định, bất tất phải nhờ người khác lập pháp tắc cho mình. Trích dựng Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Niệm Phật tuy quý ở tâm niệm, nhưng chẳng thể bỏ miệng tùng, vì ba thứ thân, khẩu, ý hỗ trợ nhau. Nếu tâm ức niệm nhưng thân chẳng lễ kính, miệng chẳng chi tùng, thì cũng khó được lợi ích. Thế gian nhất vật nặng còn phải dùng tiếng họ reo để trợ lực, huống hồ là muốn nhiếp tâm để chứng tâm muội ư? Vì thế kinh Đại Tập nói: niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ. Cổ Đức bảo: niệm lớn tiếng sẽ hiện thân Phật lớn, niệm nhỏ tiếng sẽ hiện thân Phật nhỏ. Hàng phàm phu đầy giấy chiền phược, tâm nhiều hung trầm, nếu chẳng nhờ vào sức thân khẩu lấy niệm mà mong được nhất tâm, thật chẳng thế được. Trích dựng Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Phát nguyện văn. Văn tuy rộng lớn nhưng phải chân thật phát nguyện từ nơi tâm mới gọi là nguyện. Nếu không tâm miệng trái nhau gọi là nguyện sao được? Muốn nguyện được phước báo trong hiện đời cũng chẳng ngại gì. Muốn được phước huệ động con lắm cháu thì cứ cầu bằng cách chất chứa thật nhiều ẩm đức, rộng hành các phương tiện. Đối với chữ niệm, trong niệm Phật muôn phần chớ nên thêm chữ khẩu. Có rất nhiều người viết là niệm, đánh mất ý nghĩa đến tột cùng. Một pháp chỉ danh niệm Phật lời khắp ba căn, còn quán tưởng thì chỉ có người thông hiểu pháp môn tâm địa mới tu tập được. Nếu không chắc sẽ đến nỗi khởi lên các ma sự. Chỉ danh niệm Phật lại thêm lắng tai nghe kỹ là ổn thỏa thích đáng nhất. Bất luận thượng trung hạ căn đều có lợi ích, đều không bị khuyết điểm. Ông thích niệm kinh Kim Cang, hãy nên đem công đức ấy hồi hướng vạn sanh, thì đấy chính là trợ hạnh cho tịnh độ. Nhưng tịnh độ ngũ kinh công đức cũng chẳng kém gì kinh Kim Cang. Đối với những kinh sách đã gửi, hãy nên đọc kỹ lời tựa do Quán viết, sẽ có thể hiểu rõ được ý nghĩa chánh yếu. Tiếp đó lắng lòng cung kính đọc thì sẽ đích thân đạt được vô biên lợi ích. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 2 thư trả lời cư sĩ Đường Thụy Nham, lá thư số 1. Đối với việc niệm Phật
có thể chiếu theo thời gian mà niệm cũng được. Nếu không, suốt ngày thừa dịp thuận tiện mà niệm, chẳng luận đi đứng nằm ngồi, hễ nằm thì nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Nói chung, lấy niệm Phật làm chánh, nhưng cần phải sanh lòng tin, phát nguyện cầu sanh Tây Phương, vạn phần chớ nên cầu phước báo đời sau. Nếu cầu phước báo đời sau thì chính là phá giới, trái pháp, vì pháp môn niệm Phật chính là pháp môn dạy người cầu sanh Tây Phương. Ông đã niệm Phật chẳng cầu sanh Tây Phương, lại muốn cầu đời sau, tức là chẳng tuân lời Phật dạy. Đấy là pháp Phật dạy người như thế, phải nhất định tuân theo. Ông chẳng chịu tuân theo nên gọi là phá giới, trái pháp. Nếu đời này còn có tu trì, đời sau chắc chắn có phước thế gian để hưởng. Hễ hưởng phước chắc chắn phải tạo ác nghiệp. Nay cõi đời loạn đến như thế, quá nữa là do những kẻ đời trước tu si phước ươm thành, đã tạo ác nghiệp thì khổ báo về sau chẳng nỡ nói ra. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thường Thư Trả Lời Sư Truyền Đức. Con người sống trong thế gian, điều quan trọng nhất là thân cận thầy lành bạn tốt. Có thầy lành bạn tốt thì sẽ có thể trở về chánh đạo. Nếu không, bạn bè nhậu nhẹt tụ họp, hàng ngày sang lộn với phường hạ lưu, bệnh tật cũng do đó thường chẳng lành được. Pháp môn tịnh độ không gì lớn lao ra ngoài được, nhưng kẻ thiếu hiểu biết thường coi nhẹ. Ông đã trì danh nhưng tâm chưa quy nhất là vì nghiệp chướng xấu đậm vầy. Lúc niệm phải giữ tấm lòng kính sợ, niệm khởi từ nơi tâm, tiếng phát ra từ miệng, âm thanh lọt vào tai phải sao cho nghe từng câu rõ ràng. Từ sáng đến tối, lúc nào không phải dùng tâm để làm việc thì thường niệm. Niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng, niệm thầm trong tâm đều phải nghe. Bởi tâm vừa khởi niệm liền có tướng của tiếng. Tai của chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình là chuyện hết sức rõ ràng. Sáng tối lập một cộng khóa, hoặc tụng một biến kinh Di Đà, ba biến chú vạn sanh, rồi niệm kệ tán Phật, niệm Phật hoặc 1000 hay 800 câu hay 500 câu, tùy theo mỗi người mà lập ra công phu. Nếu quá bận thì dùng cách sáng tối thập niệm. Ngoại trừ lúc thực hiện công khóa sáng tối ra, đi, đứng, nằm, ngồi đều phải niệm. Chỉ cầu tâm quy nhất, chẳng nhất định phải cầu tướng lành. Vì nếu tâm đã quy nhất sẽ khác với lúc tâm phập phiều, tán loạn. Nếu chẳng chú trọng tâm quy nhất, thường mong thấy được tướng lành, rất có thể ma sự khởi lên, chẳng thể không biết. Chí thành khẩn thiết lắng nghe, chắc chắn chẳng đến nỗi ma sự dấy lên. Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, chính là cách niệm Phật mầu nhiệm nhất. Phải thường xem tịnh đồ ngũ kinh, cần phải cung kính, chớ nên khinh nhờn. Đọc tịnh đồ ngũ kinh sẽ biết đại nguyện của Đức Di Đà, sự trang nghiêm của cõi tịnh đồ và sự thích hợp trọn khắp của pháp môn. Những kẻ nói pháp môn tịnh độ là tiểu thừa, là pháp tu của ngu phu ngu phụ, thì biết là họ trong đời trước chưa từng gieo thiện căn tịnh độ, nên mới nói nhăng nói càng như vậy. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thường Thư Trả Lời Cư Sĩ Ngô Huy Đào. Trong đời trước con người nghiệp nào chẳng tạo, may mắn được nghe Phật pháp, hãy nên sốt sắng tu trì, để mong tiêu trừ tốt nghiệp, siêu độ oan gia. Tất cả oan gia tuy khó cởi gỡ, nhưng nếu chịu phát tâm bồ đề và thành tâm siêu độ, sẽ không có mối oán kết nào chẳng cởi gỡ được. Ông niệm Phật bị nghẹn hơi, chẳng phải vì thân thể yếu đuối, mà là do nghiệp chướng tạo ra. Ông chỉ nên khẩn thiết chí thành niệm. Nếu niệm không được thì tâm hãy thường tưởng nhớ, nếu niệm được thì vẫn cần phải dùng miệng để niệm. Không thể niệm được thì chỉ tâm chuyển, tâm nhớ, lâu ngày nghiệp ấy sẽ tiêu. Từ rầy phàm khởi tâm làm việc đều phải hướng theo phương diện ăn ở cho có tình nghĩa nồng hậu mà làm. Ăn ở trọn vẹn tình nghĩa thì thêm phước, ăn ở bạc bẽo thì chẳng đạt được phước gì.
nếu lại còn khắc nghiệt, hiểm độc, gian xảo thì giống như đành núi chót vót, mưa đậm cách nào cũng không nhận được, bất cứ cây cỏ gì cũng không mọc được. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Kim Thiện Sanh. Một pháp niệm Phật chính là pháp môn tổng trì lời Phật dạy. Nhưng có người chuyên niệm tự Phật, có người chuyên niệm tha Phật, hoặc niệm tự Phật lẫn tha Phật bất đồng. Kẻ chuyên niệm tự Phật là như tham cứu sâu xa thật tướng trong các kinh đến mức cùng tận, để mong ngộ chứng, dùng trí chiếu bát nhã để thấu hiểu trọn vẹn đương thể của hết thảy các pháp, ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại, vân vân, toàn là không. Đích thân thấy được tánh chấn như mộ nhiệm vốn sẵn có, hoặc như thiền tông kháng những câu thoại đầu như người niệm Phật là ai, vân vân. Để mong đích thân thấy được bản lai diện mục trước khi được cha mẹ sinh ra. Trong bốn loại niệm Phật, cách này được gọi là thật tướng niệm Phật. Chuyên niệm tha Phật thì có ba cách niệm. Một là quán tưởng, nghĩa là dựa theo thập lục quán kinh để quán, hoặc chuyên quán tưởng bạch hào, hoặc chỉ quán thân Phật một trượng sáu, hay thân tám thước, hoặc quán pháp thân rộng lớn và quán trọn vẹn 16 phép quán. Hai là quán tượng, tức là đối chức hình tượng Phật, tượng tướng hảo quang minh của Phật, vân vân. Ba là trì danh, tức là nhất tâm xưng niệm thánh hiệu A Di Đà Phật. Ba cách niệm Phật này tuy cách thức khác nhau, nhưng đều cần phải có lòng tính chân thành, nguyện thiết tha thì mới cảm ứng đạo giao cùng Đức Phật được, mới có thể chắc chắn trong đời này lìa khỏi cõi ta bà này, sanh sang cõi cực lạc kia. Trong bốn thứ niệm Phật này, chỉ có thật tướng niệm Phật là để lý sâu xa nhất, nhưng chẳng dễ gì tu được, do cậy vào giới định huệ và sức tham cứu quán chiếu soi xét của chính mình, chứ không có tha lực nào khác phụ trợ. Nếu chẳng phải là hàng túc căn chín mùi thì ngộ còn chưa dễ gì đạt được, huống gì thật chứng. Chỉ có trì danh niệm Phật thực hiện dễ dàng nhất, thành công nhanh nhất. Nếu có thể nhiếp tròn sâu căn tịnh niệm liên tục, ắt sẽ đích thân chứng được niệm Phật tam muội ngay trong đời này, lâm chung chắc chắn vãng sanh thượng phẩm. Dẫu căn cơ hèn kém chưa chứng được tam muội, chỉ dùng lòng tin chân thành trì danh hiệu Phật như con nhớ mẹ, luôn luôn chẳng gián đoạn, đến khi lâm chung cảm ứng đạo giao, nương theo Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh. Chúng sanh đời mạt chỉ có pháp này để nhờ cậy, nếu không chỉ gieo được cái nhân cho đời sau, khó đạt được lợi ích thật sự. Nếu có thể chí tâm trì niệm, niệm đến khi toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, không niệm mà niệm, niệm mà không niệm, tâm lưỡng Phật cùng tỏ ràng, lại cùng mất hẳn, thì diệu lý thật tướng sẽ hiện rõ rành rành, y báo chánh báo cõi Tây Phương triệt để hiện trọn vẹn. Tuy trì danh nhưng đạt thật tướng sâu xa, chẳng quán tưởng mà đích thân thấy được Tây Phương. Pháp trì danh nhiếp thọ căn cơ phổ biến nhất, được lợi ích sâu xa nhất, lợi lạc nhất cho kẻ động căn trong đời mặt pháp, thọ thích lớn lao bản hoài xuất thế của Như Lai. Vì thế từ xưa hàng chi thức phần nhiều đều chuyên chú nơi một môn trì danh. Đây là nói đại lược về cách niệm tha Phật vậy. Còn như niệm tự Phật lẫn tha Phật thường được gọi là thiền tịnh song tu. Có người chuyên khăn câu người niệm Phật là ai để mong minh tâm kiến tánh, chẳng chú trọng tín nguyện cầu sanh. Tuy tợ hầu thiền tịnh song tu, nhưng thật ra là có thiền chẳng có tịnh. Đã không có tín nguyện sẽ không có cách nào cậy vào Phật lực để đới nghiệp vãng sanh được. Nếu chưa đạt đến địa vị nghiệp tận tình không, vẫn chẳng thể cậy vào tự lực để liệu sanh thoát tử. Do vậy biết đối với thiền tịnh song tu, chỉ hàng người có đầy đủ tín nguyện sâu xa mới có thể đạt được lợi ích. Nếu không đương nhiên chẳng bằng chuyên dốc sức nơi một môn trì danh niệm Phật.
Trích Dẫn, Văn Sao, Tục Biên, Quyến Hà, lời tựa cho bộ Di Đà Thánh Điển. Lý tức là lý tánh, tức là Phật tánh, mà Phật và chúng sanh đều sẵn có. Tánh ấy có đủ hết thảy cúng đức, sự chính là tu trì và đoạn hoặc chứng chân vân vân. Do trong tự tánh sẵn đủ những công đức ấy, nên tu đến mức cùng cực sẽ xứng tánh hiển hiện. Do vậy gọi là lý sự viên dung. Nếu chỉ biết bạn tánh sẵn đủ, chẳng tu trì thêm, thì đến tột cùng đời vị lai cũng chẳng thể đích thân chứng được lý tánh sẵn đủ ấy. Đó gọi là chấp lý, phế sự, lý cũng chẳng viên. Vì thế, người tu hành hễ đã ngộ được lý tánh sẵn đủ, ắt phải thiết thực tu trì. Phương pháp tu trì chỉ có trì danh niệm Phật thật là bậc nhất. Vì thế, hãy nên chuyên chú nơi tín nguyện trì danh. Lại còn lấy đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành làm trợ hành, lợi ích sẽ lớn lao. Hồ đến hồ hiền, nghĩa là tâm như gương sáng, gương vốn rộng không, chọn chẳng có một vật gì, nhưng lại tùy theo cảm mà ứng. Người hồ đến thì trong gương liền hiện bóng người hồ, người hắn đến gương cũng hiện bóng người hắn, giống như thế. Ngồi ngay ngắn niệm thật tướng, chính là nhất tâm chuyên chú nơi chẳng như Phật tánh, bất sanh bất diệt, để mong triệt ngộ thật chứng. Loại công phu này thật chẳng dễ dàng đạt được. Nếu chẳng hiểu rõ lý, chắc sẽ khởi ma sự, bất tất phải dùng loại công phu này. Trích Dẫn, Văn Sao, Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Phương Thanh Chiếu, lá thư số 6. Ông nói vọng niệm quá nhiều là vì ông cứ một mực ứng phó ngoại duyên, đến nỗi trong lòng tập niệm tưng bừng diễn ra. Hãy nên nghĩ mình sắp chết, tưởng sắp đọa địa ngục, nhất tâm niệm Phật thì vọng niệm sẽ liền tiêu diệt, chứ không phải vì thông thuộc kinh hay không. Trích Dẫn, Văn Sao, Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Phương Thanh Chiếu, lá thư số 5. Chúng sanh tập khí quá sâu, muốn làm cho họ thay đổi thật chẳng dễ dàng. Cơ duyên niệm Phật của vợ chồng tử cần vẫn chưa chín mùi, trở nên miễn cưỡng. Cư sĩ đã lập cách huân tập, chắc dần dần họ sẽ sanh lòng tin. Một phụ nữ ở Tàu Hành Trấn thuộc vùng phụ cận Thượng Hải, mỗi khi niệm Phật liền bị mẹ chồng chửi mắng, ngăn cấm. Người con dâu ấy vẫn chẳng thay đổi, lâu ngày mẹ chồng cũng niệm Phật cũng quy y. Nay thì bà cụ còn tinh tấn hơn con dâu nữa. Xin ông hãy từ từ, đừng sanh ưu phiền. Trích Dẫn, Văn Sao, Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Phương Thanh Chiếu, lá thư số 6. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 5. Thank you.